Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn bố trí các trạm phát sóng bức xạ điện tử và ma trận bức xạ điện từ dọc theo tiền tuyến trường thành ở trấn Nam Quan. Đợi đại quân huy động đã vào vị trí sẵn sàng, binh thủ thành nhận được mệnh lệnh, nơi này đã được xếp vào khu vực nguy hiểm, do đại quân khoa linh dị tiếp quản, tất cả những binh thủ thành đều phải di tản ra khỏi trấn Nam Quan. Mộ Vân Phàm thông báo tin tức, để mọi người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi, cổ điểm miêu cương sắp xuất thế rồi. Mộ Vân Phàm nói. Cổ địa miêu cương thì có liên quan gì đến nhân tộc? Lẽ nào nhân tộc cũng muốn tham chiến hay sao? Nơi xuất thế nằm tại thập vạn Đại Sơn, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhân tộc hết, nhưng việc cổ địa miêu cương xuất thế mang đến nguy hiểm cho cổ thần. Theo suy đoán của Từ Phúc, cổ thần có khả năng sẽ kéo đến tấn công nhân gian. Xem ra lần này cổ địa miêu cương xuất thế, không chỉ đạo môn phải ứng kiếp, mà nhân tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cổ thần ít nhiều cũng đạt đến cảnh giới thiên tôn, có lẽ đã vượt qua thiên tôn từ lâu, một khi bọn chúng kéo bầy kéo đàn nhập thế, cổ trùng nọc độc sẽ khiến nhân tộc phải đối mặt với thảm họa sinh tử. Khó trách nhân tộc lại có động thái lớn đến vậy, đến từ phúc cũng phải đích thân chỉ huy chiến đấu. Mộ Vân Phàm nói, khoa linh dị lần này không chỉ có đại quân trang bị kỹ thuật cao, còn có các cao thủ được tuyển chọn từ các học viện khắp nơi tề tựu về nữa, kết hợp cùng nhóm tình nguyện viên người âm để thành lập một liên quân cửu lê gần hai vạn người, đang vội vã tiến về Trấn Nam Quan. Liên quân cửu lê sẽ do ai lãnh đạo? Tôi hỏi. Ma đao tạo huẩn, mộ vân phàm nói, cổ thần xuất thế, từ phúc đã có mặt ở đây, tất nhiên tạo huẩn cũng sẽ đến. Tuy rằng từ phúc có tu vi đạt cảnh giới đạo tổ, nhưng nếu xét về chiến đấu thực tiễn, ông ấy không thể sánh bằng tạo ẩn, đặc biệt sau khi ông ấy đã giao toàn quyền quản lý khí số nhân tộc cho tạo huẩn. Từ phúc giỏi về bói toán và phán đoán tình hình, cùng sức mạnh tinh thần giao tiếp với trời đất của đại vu. Mà tạo uẩn từ khi cô ấy bắt đầu tu luyện thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân, đã định sẵn đời này sinh ra vì chiến loạn, huống hồ cô ấy đã giành được ma đao của Sivu. 20 vạn liên quân cửu lê, gần như đã rút hết toàn bộ tài nguyên của học viên tu hành ưu tú hàng đầu mà nhân tộc đang có. Tuy rằng vẫn không thể sánh ngang với đại quân đạo môn, nhưng mà có tạo ẩn lãnh đạo, cũng đã là một lực lượng hùng hậu không thể xem nhẹ rồi. Binh thủ thành rời khỏi trấn Nam Quan, nơi này quá nguy hiểm, mà binh thủ thành không có nhiệm vụ phải ở lại tham gia chiến đấu. Tôi và mộ vân phàm không sơ tán cùng bọn họ, mà lựa chọn ở lại quan sát tình hình trận chiến. 7 ngày sau trận chiến chính thức nổ ra, mà cũng nhờ trận chiến này tôi mới có dịp chứng kiến uy lực của vũ khí công nghệ cao mà nhân tộc chế tạo ra. Trong cuộc tấn công mở màn, vô số cổ trùng nọc độc ùn ùn kéo đến tấn công biên thành nhân tộc. Cổ trùng nọc độc đều có thần niệm thao túng, bản chất thần niệm là một loại sóng điện từ, dưới uy lực hủy diệt đáng gờm của ma trận sóng điện từ, cổ trùng nọc độc dần dần bị tiêu diệt. Chương 854: Từ phúc thủ đoạt hai sau 3 ngày liên tiếp, cổ trùng nọc độc vẫn không thể vượt qua phòng tuyến chắc chắn của ma trận sóng bức xạ điện tử. Đợi đến ngày thứ tư, số cổ trùng nọc độc mà cổ thần thả ra đã bị giải quyết sạch sẽ, cổ thần huy động gần hàng trăm vạn đại quân ma thú bị cổ trùng ăn mòn tâm trí rồi bắt đầu ồ ạt tấn công. Lúc này đây, năng lượng cần để duy trì ma trận bức xạ sóng điện tử đã gần như cạn kiệt, 200 vạn đại quân trang bị thiết bị công nghệ cao của nhân tộc chuẩn bị ninh chiến. Đủ mọi loại vũ khí điện tử như pháo điện tử, súng điện tử chạm gác điện tử, rào chắn điện tử, vũ khí điện tử lần lượt đẩy lùi hết cánh quân ma thú đến cánh quân khác, đợi khi năng lượng điện tử mà họ được trang bị cũng gần đến mức cạn kiệt, mà trận điện tử lại hoàn tất một vòng sạc năng lượng mới, phối hợp bom vũ khí hạt nhân, dồn dập tấn công tiêu diệt đám ma thú. Đồng thời, binh đoàn máy điện tử của khoa linh dị cũng rút lui để nạp năng lượng. Cứ lặp đi lặp lại quá trình này suốt 7 lần, năng lượng điện tử mà nhân tộc chuẩn bị cuối cùng cũng hết sạch, binh đoàn máy điện tử rời khỏi chiến trường, liên quân cửu lê chính thức tham chiến. Mà lúc này đây, đại quân ma thú của thập vạn đại thần vẫn còn có khoảng trăm vạn người, và mười mấy cổ thần đồng loại xuất trận. Ly cổ thần, xà cổ thần, kim trùng cổ thần, trung hải cổ thần, cam trùng cổ thần, thúng cổ thần, điên cổ thần, âm xà cổ thần, sinh xà cổ thần, tam thi cổ thần. Tạo ẩn một mình tiên phong, dùng thiên địa âm dương lưỡng đoạn đạo đại khai sát giới, uy lực giết người của ma đao càng ngày càng mạnh hơn. Đợi sau khi tạo ẩn tàn sát năm vạn quái vật, cuối cùng đã lọt vào vòng vây do mười mấy tên cổ thần liên thủ bố trí. Sức mạnh vô địch thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, cộng thêm sát khí ngút ngàn từ cửu lê ma đao, nên tạo ẩn tự tin bản thân có thể đối phó với vòng vây của mười mấy tên cổ thần. Cô ấy có thể ứng phó được, nhưng binh sĩ của liên quân cửu lê vẫn luôn rơi vào tình trạng hao tổn quân số. Chiến tướng cấp cao của liên quân cửu lê chỉ có mười mấy vị nửa bước thiên tôn, nên sức mạnh chiến đấu của đội quân bị hạn chế khi phải đối diện với cổ thần ở đẳng cấp thiên tôn, dẫn đến tử thương nghiêm trọng. Dưới tình huống này, tạo ẩn chỉ có thể điên cuồng bạo phát chiến lực đến mức cao nhất, rất nhiều cổ thần chết dưới đao của cô ấy, nhưng cũng vì thế mà càng nhiều thu hút nhiều cổ thần chung sức bao vây cô ấy hơn. Khi chiến đấu đến trận cuối cùng, đám cổ thần vây bắt tạo ẩn đã lên đến 30 tên, mà tạo ẩn cũng vì uy lực của ma đạo được gia tăng, cả người rơi vào trạng thái cuồng nộ. Nhìn cảnh tượng tạo ẩn điên cuồng giết địch, khiến tôi nhớ tới thủy hỏa. Liên quân cửu lê mỏng manh yếu ớt, mà đạo tôi ban đầu không phải cũng yếu ớt như đèn dầu cạn hay sao, nếu như không có tướng phá quân, làm sao chiến thắng được những trận chiến sinh tử liên tiếp diễn ra. Mới đầu, sự tàn phá khốc liệt của chiến trường khiến sắc mặt mộ vân phàm tái nhợt, đây là lần đầu tiên cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm của cuộc chiến ở quy mô lớn. Đợi khi tinh thần cô ấy dần dần ổn định lại, mới tập trung sự chú ý lên người tạo ẩn. Cô ấy ngây ngốc trước sự điên cuồng của Tạ ẩn, càng ngạc nhiên khi thấy dũng khí mà tạo ẩn bạo phát ra bên ngoài. Cô ấy làm sao làm được cơ chứ? Mộ vân phàm hỏi, bởi vì cô ấy là tướng phá quân của nhân tộc, tôi bình tĩnh trả lời, vợ của cậu có phải cũng giống hệt cô ấy hay không? Mộ vân phàm lại hỏi, Thùy Hòa còn điên cuồng hơn cô ấy nhiều, theo thời gian trôi đi, tạo ẩn đơn độc một mình nghinh chiến đám cổ thần nên dần dần để lộ ra vẻ kiệt sức, vết thương trên người ngày một nhiều hơn. Liên quân cửu lê cũng tổn thất mất một nửa, kể cả đoàn đội sử dụng pháp thuật tầm xa đứng ở phía sau cũng bắt đầu bị ma thú tấn công cô ấy vì sao không chịu sử dụng khí số nhân tộc chứ mộ vân phàm nói khí số nhân tộc vốn đã như ngọn đèn dầu cạn rồi dùng một lần lại ít đi một chút nhân tộc cần duy trì khí số nhân tộc để ứng phó lại trận chiến phong thần nhưng mà tôi thấy có vẻ như cô ấy không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi không sao nhân tộc vẫn còn từ phúc chưa tham chiến mà chính lúc tôi vừa nói xong đại vua từ phúc cuối cùng cũng đã hoàn thành nghi thức tế bái và chính thức tham gia trận chiến. Sức mạnh chiến đấu của từ phúc khá phức tạp, trước khi khai chiến phải tiến hành nghi thức tế bái, đem năng lượng tinh thần giao lưu với trời đất, ngưng tụ khí tức tiên thiên ngũ hành, cảm ngộ sát cơ của chiến trường hóa thành ngũ lôi tinh phách. Nguyên thọ của ông ấy không còn lại bao nhiêu, nên bản thân không thích hợp tham gia trận chiến sinh tử, nhưng so với nguyên thọ của bản thân, ông ấy càng không muốn tạo ẩn sử dụng khí số nhân tộc hôm nay từ phúc mặc một bộ áo dài màu đen trong tay cầm pháp trượng vu sư ngũ lôi tinh phách không ngừng xoay quanh ông ấy đối diện với đám hung thú đang ùn ùn kéo đến từ phúc giơ cao pháp trượng vu sư một tia sấm sét phóng ra ngay lập tức giết chết vô số ma thú tất cả các con ma thú đang có ý đồ tấn công ông ấy đều bị ngũ lôi tinh phách vây quanh ông ấy thẳng thừng tiêu diệt rồi tan thành mây khói từ phúc đi đến đâu thì sấm chấp và hủy diệt kéo theo đến đó hàng trăm con ma thú bị giết chết cuộc diện cuộc chiến ngay lập tức đã đảo ngược. cổ thần ý thức được sự đáng sợ của từ phúc, bèn bắt đầu gia tăng tốc độ vây giết tạo ẩn, muốn nhanh chóng hạ gục cô ấy. áp lực mà tạo ẩn đang chịu đựng đột một tăng lên, máu tươi chảy ra từ thất cứu của cô ấy, nhưng mà từ phúc không hề có ý muốn giúp cô ấy giải vây, ông ấy vẫn đứng bên ngoài vòng vây quét sạch đám ma thú. đợi khi tất cả cổ thần đều tham gia vây đánh tạo ẩn, từ phúc bất thình lình hét to một tiếng di hình hoán ảnh, nói xong bóng dáng của từ phúc đột nhiên biến mất mà tạo ẩn lại xuất hiện ngay vị trí mà ông ấy vừa đứng. Khi nhìn thấy từ phúc một lần nữa, ông ấy đã xuất hiện ở giữa vòng vây của đám cổ thần. Đám cổ thần đột nhiên mất đi mục tiêu tấn công, đợi khi từ phúc rơi vào vòng vây, ngay lập tức điên cuồng đánh đòn chí mạng công kích ông ấy. Chính lúc này, từ phúc lại hô to một tiếng, ngũ lôi toàn phong diệt thần chảm. Câu chú ngữ vừa được đọc lên, ngũ lôi tinh phách đang xoay quanh cơ thể ông ấy nhanh chóng hóa thành năm lưỡi dao sấm sét khổng lồ. Lưỡi đao sấm sét xoay như chóng trong chớp mắt tàn phá cơ thể của cổ thần, chỉ nghe thấy vô số tiếng gào thét thảm khốc, tiếp sau đó, mười mấy tên cổ thần đã bị tiêu diệt, thần hồn hóa thành cát bụi. Đây chính là thủ đoạn đáng sợ của Đại Vu Tử Phúc. Chương 855, anh ấy quay lại rồi một. Cuộc chiến ở trấn Nam Quan đã kết thúc rồi, liên minh cửu lê tử thương hơn 6 vạn người. Khoa học kỹ thuật cường đại của nhân loại đã thay thế cho con người trong chiến tranh, nếu như không phải vậy thì trận chiến này tuyệt đối không thể chỉ tử thương hơn 6 vạn người, 600 vạn thậm chí là 6 ngàn vạn đều có khả năng. Thiệt hại lớn nhất của Trấn Nam Quan chính là Từ Phúc đã suy yếu, sau trận chiến này, Từ Phúc bởi vì ngũ lôi tinh phách mà tiêu hao thọ nguyên, đã tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy sớm hơn. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy dùng để chỉ, linh lực suy yếu, bề ngoài suy yếu, trí tuệ suy yếu, mộ tính suy yếu, thần hồn suy yếu. Cảnh giới của Từ Phúc là đạo tổ, nhưng mà ông ta không hề có thần vị, tuy rằng có thần thông của đại vu nhưng cơ bản vẫn là người. Từ phúc khi già yếu đã không còn đủ sức lực để tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh tụ của nhân loại nữa, còn về trách nhiệm bảo vệ nhân loại thì toàn bộ đều đè lên trên người tạo hồn. Sau khi trận chiến ở Trấn Nam Quan kết thúc thì đại quân của Khoa Linh Dị không hề rút đi mà vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Bởi vì cổ điểm miêu Cương đã xuất thế rồi, chính là ở ngay bên trong thập vạn Đại Sơn. Trấn Nam Quan, Thành Lầu, quân trướng của Từ Phúc. Một chiêu ngũ lôi toàn phong thần diệt trảm đã khiến cho từ phúc rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy sớm hơn, hiện tại đầu ông ấy đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt hẳn sâu như cây đa già. Sinh cơ điêu linh, ánh mắt ảm đạm không còn ánh sáng. Ở trước mặt từ phúc trôi nổi một bàn cờ tinh không, bàn cờ như trời đêm con cờ như ngôi sao. Bình thường đánh cờ trên bàn sẽ chỉ có hai phương hồng hoặc đen, nhưng ở trên bàn cờ này lại có đến ba phương, lần lượt đại biểu cho nhân đạo, ma đạo, tiên đạo. Trong trận doanh ma đạo, đế tinh đã không còn ở vị trí ban đầu tướng tinh ảm đạm không có ánh sáng còn về những chúng tinh khác tuy rằng vẫn sáng trói lạnh lùng nhưng rõ ràng đã lộ ra sự thất thế căn bản không thể hình thành được thế cân bằng với hai phương tiên nhân còn lại đây là lần cuối cùng từ phúc có thể thôi diễn bàn cờ của thiên đạo bởi vì thảo nguyên của ông ta đã đến điểm cuối tạo ẩn yên lặng đứng đối diện với từ phúc xuyên qua bàn cờ tinh không nhìn từ phúc từng chút một giả đi từ phúc khom người xuống ánh mắt cũng ngày càng đục ngầu Cuối cùng thần niệm của ông ấy đã không thể nào thôi diễn cho sự tồn tại của bàn cờ tinh không được nữa, thân thể choáng một cái, chúng tinh trên bàn cờ hỗn loạn sau đó liền biến mất. Từ Phúc ngã xuống đất, liều mạng ho khan, tạo Uẩn đi lên hướng về phía lưng của ông ấy đánh vào một đạo lực lượng sinh mệnh, nhưng cũng chỉ có thể giúp ông ấy ổn định lại hơi thở, không thể thay đổi được gì. Cổ điểm Miêu Cương đã mở ra, vẫn không thể tìm được hắn sao? Tạo Uẩn hỏi, Từ Phúc lắc lắc đầu nói, ta chỉ có thể xác định là Tạ Lan vẫn chưa chết. Nếu như đã còn sống vậy thì tại sao hắn lại không xuất hiện bên trên bàn cờ của ma đạo ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng là gì? Tạ Lan cũng giống như ma đạo tổ sư năm đó vậy, chạy ra khỏi bàn cờ nãy chuyện này sao có thể? Tạ Uẩn kinh ngạc hỏi, ta cũng cảm thấy chuyện này không thể nào, với thực lực hiện tại của Tạ Lan căn bản không thể nào thoát khỏi bàn cờ. Giải thích duy nhất chính là từ phúc nói đến đây liền dừng lại, lộ ra vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa. Chỉ vì một điều, có thủy có chung, tự thành viên mãn giải thích duy nhất chính là bản thân tạ lan chính là ma đạo tổ sư năm đó hắn đã thức tỉnh rồi lời nói này vừa phát ra thì mây gió trong thiên địa liền biến ảo phía trên chấn nam quan sấm sét cuồn cuộn địa chấn núi rung cổ địa miêu cương thân là cổ địa hung hiểm nhất trong tứ đại cổ địa theo sau sự hung hiểm của nó chính là cơ duyên vô tận cổ địa thục sơn có song kiếm tử thanh cổ địa hoang mạc long môn có dị bảo của si vưu cổ địa hạ Lan Sơn nhìn thì chẳng hề có gì nhưng lại là nơi tốt nhất để ngưng tụ ra hồn năng, có được tự ý vào quỷ khí vô tận. Với tốc độ tu hành của Thùy Họa, nếu như không phải trải qua trận chiến hạ Lan Sơn hấp thu hơn trăm vạn hồn năng thì cô ấy tuyệt đối không thể nào hoàn thành lần niết bàn thứ bảy của tử thần Thái Cổ Minh Giới trong một thời gian ngắn như vậy được. Cổ địa miêu Cương cũng không có mật bảo, chỉ có vô tận thiên địa sát khí. Sát là gì? Trong cát hồng bão phát tử nói, tiếp xúc với sát khí liền sẽ điêu linh, tiêu tụy như ngưng xương, ở vào dương khí sẽ rực rỡ ôn hòa như cành cây nở hố sự tồn tại của sát khí là để chống đối với đủ các loại ảnh hưởng mặt trái của mệnh lý, chiêu gọi tai nạn vướng thân. Cổ địa miêu cương có địa thế hung hiểm nhất, sát khí trùng trùng, sát khí dưỡng sinh ra tà ma, tổng cộng có 7 cổ lực lượng tà ác, lần lượt đại biểu cho 7 tội nghiệp của lòng người, nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, thô bạo, phẫn nộ, căm hận, ngạo mạn. Ma do tâm sinh, thứ mà tà ma tôi luyện chính là tâm trí và thần hồn. Cổ Điểm Miêu Cương nhìn thì chẳng hề có cơ duyên gì, nhưng thật ra khắp nơi đều là cơ duyên. Chương 856, anh ấy quay lại rồi hai. Chiến thắng nghi ngờ có thể nắm giữ tín niệm kiên định, chiến thắng tuyệt vọng có thể mãi mãi tràn đầy hy vọng, chiến thắng sợ hãi có thể dũng cảm tiến về phía trước, chiến thắng thô bạo có thể cảm ngộ tâm cảnh thượng thiện nhược thủy. Những thứ này đối với người tu hành mà nói thì rất quan trọng vậy nên sau khi cổ điểm miêu cương mở ra thì tam đạo đều sẽ tiến vào bên trong dùng lực lượng tà ma để tôi luyện tâm trí và thần hồn của bản thân, chuẩn bị cho trận chiến phong thần trong tương lai. Ngoài ra còn có một truyền thuyết liên quan đến cổ điểm miêu cương. Truyền thuyết kể rằng nếu như có người khiêu chiến và đánh bại cả bảy đại ma tôn thì mãi mãi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân. Tôi không muốn làm ma đạo tổ sư nữa, nguyên do là bởi vì tôi đã tự đánh mất bản thân, vậy nên cổ địa miêu cương mở ra đối với tôi mà nói hoàn toàn chính là một cơ duyên lớn bằng trời. Sau đêm, thành Nam Trường, một góc hoang tàn nào đó của thành quan. Cổ địa miêu cương đã xuất thế ngài sẽ quay về sao? Mộ vân phàm nói, tôi không trả lời, mà nghiêm túc nhìn cô ấy rồi đọc ra sấm ngôn chỉ thuộc về ma đạo tổ sư, ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên, mạn đạo hùng quan, chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn mộ vân phàm xuất thân từ toàn chân giáo, nên nhất thời không thể hiểu được tôi có ý gì trên mặt mang theo vẻ hoang mang bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ là đệ tử ma đạo ta út cuộc ngài cũng chịu làm ma đạo tổ sư rồi mộ vân phàm vui vẻ cũng giống như những gì cô nói đó ta là ai không hề quan trọng quan trọng là ta muốn trở thành ế tôi không thể đề ra giáo nghĩa của bản thân là bởi vì tôi đã đem tám chữ chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài này thành tín ngưỡng của bản thân cho dù tôi không thể làm ma đạo tổ sư thì cũng sẽ lựa chọn làm một đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng sau khi đã hiểu ra được điểm này thì tôi cần gì phải tiếp tục trốn tránh nữa. Nghe tôi nói xong, mộ vân phàm liền chỉnh trang lại y phục, nhìn tôi cong người hành lễ nói, đệ tử mộ vân phàm, bái kiến ma đạo tổ sư. Tôi thản nhiên nhận lễ, đợi khi cô ấy đứng thẳng vậy thì nói ta phải đi rồi đi đâu. Cổ điểm miêu cương, cướp đoạt tiên cơ, cổ điểm miêu cương khắp nơi đều là cơ duyên, bản thân tôi đã không còn ở trên bàn cờ nữa. Đương nhiên cũng chẳng ai có thể tra xét được hướng hành động của tôi, nhân đó tiến vào cổ địa miêu cương trước một bước có thể khiến tôi có được cơ hội khiêu chiến toàn bộ bảy đại ma tôn. Nếu như đợi đến khi đại quân của đạo môn tiến vào chiếm đóng thì lúc đó tôi sẽ bị chiến loạn liên lụy, không thể nào chuyên tâm chảm giết bảy đại ma tôn. Cổ địa miêu cương vô cùng hung hiểm, một mình đạo tổ tiến vào, ta lo lắng cô đừng quên là tôi, cái tên đạo tổ này không có tim, ma do tâm sinh. Tâm ma huyến tượng do lực lượng của tà ma diễn sinh ra không thể làm gì được ta, ta có thể trực tiếp khiêu chiến bảy đại ma tôn tôi cười nói. Muốn khiêu chiến bảy đại ma tôn thì đạo tổ cũng phải có một thanh kiếm trước mới được chứ mộ Vân phàm nhắc nhở tôi. Kiếm của ta vẫn luôn ở đây tôi nói, kiếm thuần quân đã bị thần hồn của tôi tế luyện qua, cho dù nó ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần thần trí của tôi vẫn còn thì tôi liền có thể triệu hoán nó quay về. Ngày đó tôi mang thuần quân đưa lại cho nhân tộc, một là bởi vì cảm xúc cá nhân không muốn dính dáng vào thái cổ kiếm đạo, hai là bởi vì muốn để cho Tuyết Dương hiểu được tâm ý của tôi. Tôi đã tính ra Từ Phúc sẽ đem thuần quân giao cho Tuyết Dương chỉ cần thuần quân vẫn còn trong tay tuyết dương thì ma đạo tuyệt đối sẽ không rời khỏi quy khư, cho dù cổ địa miêu cương có mở ra thì ma đạo cũng sẽ không đi đến tranh đoạt cơ duyên. Bởi vì đạo tổ không có ở đó, phá quân vẫn chưa tỉnh lại, ma đạo căn bản không thể chiến đấu. Hiện tại tôi chuẩn bị triệu hoán thuần quân, thuần quân vừa động liền đại diện cho việc tôi hạ lệnh với đệ tử ma đạo, ma đạo chính thức tham gia vào trận chiến ở cổ địa miêu cương. Sau khi ta đi cô ở lại nơi này chờ đại quân ma đạo đến nơi, đến lúc đó cùng đi vào cổ địa với bọn họ. Trận chiến ở cổ địa lần này Khương Hành Tẩu cũng sẽ đến cô có thể ở lại bên cạnh cô ấy. Được phân phó xong tôi quay mặt hướng về Đông Hải, giơ tay hướng về phía không trung, miệng nói kiếm đến. Đông Hải, đình viện quần tinh, tin tức cổ địa miêu cương xuất thế đã truyền khắp tam giới. Chẳng qua là bởi vì cổ địa miêu cương vô cùng hung hiểm cho nên dù là nhân đạo hay tiên đạo cũng không hề lập tức tiến vào chiếm giữ. Khương Tuyết Dương đi lên đài quan tinh, nhìn về phía miêu cương xa xôi nhìn được một lúc khương tuyết dương liền ngồi lên trên ghế đá mở ra hộp kiếm lấy thanh cổ kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo ở bên trong da thanh kiếm này phong mang tất lộ hàn quang thiểm thước thanh kiếm này tên gọi là thuần quân thuần quân tôn quý vô song cũng chính là tượng trưng cho thân phận của ma đạo tổ sư khương tuyết dương duỗi hai ngón tay trắng như tuyết lướt qua thân kiếm vẻ mặt ngẩn ngơ từ sau khi từ phúc mang trả thanh kiếm lại thì mỗi buổi tối cô ấy đều sẽ đến đây cảm ngộ thần thức bên trong kiếm. Trong lúc cô ấy đang ngẩn ngơ thì Thùy Hỏa đã đi đến bên cạnh. Vẻ mặt của Thùy Hỏa tiêu tụy, giữa mày mang theo cảm xúc lo lắng yêu tư, trên người cô ấy vẫn không thể nhìn thấy một chút hy vọng nào rằng tướng phá quân sẽ trở về. Có phải là chàng ấy đã đi theo Kiêm Hà đến Thái Cổ Ma Giới rồi không? Thùy Hỏa hỏi liên quan đến hướng đi của Kiêm Hà thì Khương Tuyết Dương đã có thể suy đoán ra. Không có, anh ấy vẫn ở nhân gian Tuyết Dương nói. Nếu như đã ở nhân gian thì tại sao vẫn không quay lại? Khương Tuyết Dương vẫn chưa kịp trả lời thì kiếm thuần quân trong tay đột nhiên vụt lên, hướng về phía tây nam phá không mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thùy họa hỏi, anh ấy quay lại rồi nói xong khóe môi của Khương Tuyết Dương nở một nụ cười dịu dàng vui vẻ. chương 857, tạm biệt nữ đế 1. Kỳ thực tôi vẫn đang đợi tin tức về việc miêu cương cổ địa khai mở chỉ miêu cương cổ địa mới có thể giúp tôi tìm lại chính mình. Tôi không trở lại ma đạo là bởi vì không biết phải dùng thân phận của ai để đối mặt với đệ tử ma đạo, là ông ta của ban đầu, hay là tôi của bây giờ. Thế nên tôi mới như người đang lạc lối. Sau khi triệu hoán kiếm thuần quân, tôi bèn ngự kiếm tới thập vạn Đại Sơn. Sau khi điện vạn ma biến mất, ma ý ở thập vạn Đại Sơn cũng dần dần tan biến, bầu trời đã có vài phần quang đáng. Sau đó, Miêu cương cổ địa xuất thế khiến cho cổ thần và ma thú trong núi kinh sợ mà bỏ chạy, trường khí và lưu độc cũng được thanh lọc. Thập vạn đại sơn vì vậy mà trở nên xinh đẹp trong lành hơn. Chỉ là sâu bên trong thập vạn đại sơn vẫn còn mờ mịt như cũ, quanh năm bị bao phủ bởi một tầng xương mù hư không dày đặc. Lối vào của miêu cương cổ địa ẩn trong lớp xương mù này. Sau khi trận chiến chấn Nam Quan kết thúc, cổ địa mới coi như chính thức xuất thế. Mà tôi chính là người đầu tiên đến tìm lối vào của nó con mắt giò xét của tam giới không ngừng lang thang khắp nơi trong thập vạn đại sơn trên đường đến đây tôi phát hiện ra một vài đạo thần niệm khí thế không gì sánh được lần lượt đến từ hàm cốc quan thiên đình cửu u đông hải bên cạnh đó hãy còn một đạo thần niệm đến từ cửu u âm ty vẫn luôn tính toán cố gắng xác định vị trí của tôi khiến tôi vô cùng chấn kinh mãi cho đến khi tiến vào trong màn sương mù âm u dày đặc kia mới coi như hoàn toàn cắt đứt được đạo thần niệm đó sau đó tôi mở huyệt thần đình phóng thích ba thanh thái cổ kiếm thai thần kiếm xuyên qua làn xương thần niệm của tôi được phong kín trong kiếm thai rất nhanh liền tìm được lối vào miêu cương cổ địa lối vào nằm giữa hai dãy núi cao thấp nhấp nhô là một vòng xoáy hư ảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung giống như hải nhãn của quy khư năm xưa muốn vào cổ địa buộc phải lao vào giữa vòng xoáy lại thuận theo dòng chảy hư không để tiến vào cuối cùng sẽ được đưa tới nơi nào thế nhưng chẳng ai biết được âm ty bên bờ vong xuyên kể từ khi tiết lộ bí mật về vận mệnh của ma đạo tổ sư cửu u nữ đế thường hay tới bờ sông vong xuyên nhặt một đóa bỉ ngạn hoa vân vê trên đầu ngón tay trắng hồng lại đứng một lúc thật lâu trước đá tam sinh nhìn rồi lại nhìn khóe miệng đôi lúc khẽ nở một nụ cười bí hiểm hoặc lại vô ý nhíu mày cười là bởi vì người kia thế nhưng thật sự vẫn chưa tan biến cùng đất trời nhân gian hãy vẫn còn dấu vết vận mệnh của ông ta sở dĩ trao mày là bởi con đường của người đó sau này sẽ chẳng còn nàng nữa rồi chỉ có điều, mặc dù không có nàng, trong trái tim của người đó vẫn khắc sâu hình bóng một nữ nhân tên Uy Nuy Uy Nuy không phải chính là thân phận của nàng sau khi luân hồi đầu thai sao. Bởi vậy mà cửu u nữ đế lúc vân về đóa hoa vẫn thường mỉm cười nhiều hơn so với cao mày. Thế nhưng những ngày tháng như vậy, cửu u nữ đế cũng chẳng trải qua được bao lâu. Rất nhanh nàng liền không thể cảm nhận được sự tồn tại của Uy Nhuy nữa, bởi vì Uy Nuy chỉ sống trong trái tim của người đó, tim không còn, Uy nhuy cũng không còn. Cửu U Nữ Đế bắt đầu tìm kiếm dấu vết của người kia trong nhân gian, thế nhưng mảy may chẳng thấy gì. Mãi cho đến khi miêu cương cổ địa khai mở, nàng gieo thần niệm xuống thập vạn đại sơn mới ngẫu nhiên gặp được hắn, sau đó thần niệm lại bị đứt đoạn. Thần niệm bị đứt đoạn, cửu U Nữ Đế liền trực tiếp mở một cánh cổng dẫn thẳng tới thập vạn đại sơn. Đang định tiến vào vòng xoáy. Sau lưng tôi bỗng nhiên cảm nhận được một đạo thần niệm khí thế cường đại đang chập trà chập trờn. Ngoảnh lại mới phát hiện cửu u nữ đế đã tới nơi này nhìn thấy cô ấy tôi cũng không quá ngạc nhiên bởi vì lúc này tôi đã đoán ra được đạo thần niệm muốn phong ấn mình lúc trước vốn đến từ cô ấy chúng tôi đều không nói gì nhìn chằm chằm đối phương giữa cửu u nữ đế và ma đạo tổ sư có rất nhiều chuyện xưa mà trong tim tôi còn giấu một cô gái tên uy nhuy trầm mặc đã lâu cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước phúc sinh vô lương thiên tôn tạ lan kính chào nữ đế bệ hạ thấy tôi tự xưng mình là tạ lan trong mắt cửu u nữ đế ánh lên vẻ thất vọng Xem ra người cuối cùng vẫn không phải ông ta, Nữ đế Bệ Hạ có phải đã sớm biết ta chính là thân thể niết bàn của người ấy. Tôi hỏi, trước đây vốn cũng chỉ hoài nghi, ngày đó bỉ ngạn hoa nở trên cờ chiêu hồn của ma đạo, ta mới có thể xác định. Nữ đế Bệ Hạ làm sao có thể biết được trên cờ chiêu hồn có hoa bỉ ngạn? Hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn là dùng tinh huyết trên đầu quả tim của cô mà thiêu lên, cũng chỉ nở cho một mình người ấy nhìn. Chỉ cần hoa nở, cô nhất định sẽ cảm nhận được. Hóa ra là vậy. Ta không phải người ấy, nữ đế bệ hạ có phải thất vọng lắm không? Tôi hỏi, có một chút, cô vốn tưởng rằng sau khi ngươi thức tỉnh, hắn có thể quay lại. Đáng tiếc cô đã đánh giá thấp quyết tâm của hắn, cũng không thể ngờ hắn có thể vô tình như vậy, nhẫn tâm xóa sạch tất cả ký ức. Cửu u nữ đế cũng không phủ nhận, chương 858, tạm biệt nữ đế 2. Dùng hai chữ vô tình này để nói với người không có trái tim, có chút tàn nhẫn. Tôi nói, người có ý gì, cửu u nữ đế hỏi, Nữ đế bệ hạ không biết ông ta sinh thời là một kẻ không có trái tim sao. Cái gì, lần này tới lượt cửu u nữ đế bắt đầu kinh ngạc. Đạo tổ là một người không có trái tim, nếu không khi đó ông ấy cũng không nhẫn tâm vứt bỏ hết thảy, một thân cô độc tới hoàn hồn nhai tìm tới cái chết. Nếu đã cố gắng cắt đứt tất cả trần duyên mà lựa chọn cái chết, há phải giữ lại ký ức của kiếp trước, vốn cũng chỉ tăng thêm nỗi tiếc nuối trong lòng mà thôi. Tôi đáp, nghe tôi nói xong, trên mặt cửu u nữ đế đầy vẻ thương cảm, đôi mắt u minh của nàng cũng chìm đắm trong suy tư có phải bởi vì thái cổ tam kiếm không qua một lúc cửu u nữ đế từ trong suy tư liền tỉnh lại không sai chỉ có kẻ không có trái tim mới có thể hợp nhất ba đạo thái cổ kiếm đó đạo tổ bởi vì kiếm mà vứt bỏ trái tim mình đáng tiếc cuối cùng ông ấy cũng không thoát khỏi bàn tay của thiên đạo kỳ thực muốn hợp nhất thái cổ tam kiếm cũng không phải chỉ người không có trái tim mới có thể làm được nếu có một trái tim thất khiếu linh lung thì cũng có thể làm được việc ấy trái tim thất khiếu linh lung ở nơi nào thần hồn tôi liền chấn động vội vã hỏi dồn chính trong nghiêu cương cổ địa chỉ cần có thể đánh thắng bảy vị ma tôn liền có thể lấy được trái tim thất khiếu linh nữ đế bệ hạ vì sao lại biết cô có lục đạo luân hồi đại trận do hậu thổ nương nương lưu lại có thể suy diễn cơ duyên trong trời đất này cửu u nữ đế đáp nếu khi đó mà đạo tổ sư có thể lấy được trái tim thất khiếu linh lung thì tốt rồi có lẽ sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như vậy đây chính là điều khác biệt giữa ngươi và hắn Lúc hắn còn tại thế, trái tim thất khiếu linh lung của Miêu Cương cổ địa hãy còn chưa thành hình, cho dù có giết được ma tôn cũng chẳng có cách nào lấy được trái tim. Cửu U nữ đế nói, những lời này của nữ đế khiến tôi nghĩ tới mấy chữ tiên đoán của Từ Phúc. Đây đều là do vận số quyết định, mà đạo tổ sư là khởi đầu, mà tôi chính là kết thúc. Vì vậy mà ông ấy chỉ có thể mưu tính trước, tôi mới là trận chiến quyết định cuối cùng. Tôi phải liên hợp cùng với ông ấy mới có thể tạo nên một sợi dây vận mệnh trọn vẹn cảm tạ nữ đế bệ hạ đã cho hay, tôi sẽ tới miêu cương cổ địa khiêu chiến bảy vị ma tôn. Tôi không mình hành lễ, nói, ma tôn có chiến lược cấp đạo tổ, với tu vi kiếm đạo như người hiện tại muốn giết bọn chúng là chuyện không thể nào. Cửu u nữ đế nói, lẽ nào một chút cơ hội cũng không có, tôi không cam tâm, nói, nếu như có cơ hội, cô đã chẳng vội vàng như vậy tới gặp ngươi. Cô lần này tới là bởi vì muốn giúp ngươi lấy được trái tim thất khiếu linh lung nữ đế bệ hạ muốn cùng ta tiến vào miêu cương cổ địa sao tôi nghi hoặc hỏi miêu cương cổ địa chỉ dỡ bỏ cấm chế với tam đạo cô không thể tiến vào có điều cô có thể giúp ngươi tu phục kiếm thai quỷ kiếm trở nên viên mãn có được quỷ kiếm hoàn chỉnh trong tay lại thêm ma kiếm của ngươi muốn diệt bảy đại ma tôn cũng coi như dư giả sau đó cử u nữ đế để tôi triệu hoán kiếm thai quỷ kiếm tu vi quỷ kiếm của tôi vốn chỉ cách gang tất liền đạt thành viên mãn nữ đế tự thân xuất thủ đem áo nghĩa của mình phong ấn trong quỷ kiếm, chỉ trong chớp mắt liền giúp kiếm thai quỷ kiếm tu sửa, hồi phục viên mãn. Thái cổ tam kiếm đã có quỷ kiếm và ma kiếm đạt thành viên mãn, chỉ sau khi thần kiếm trở nên viên mãn, tôi với có thể thử hợp nhất ba đạo kiếm này. Đem kiếm thai quỷ kiếm cất giấu trong huyền quan, tôi khom lưng thật sâu cúi chào cửu u nữ đế, vạn phần cảm kích, nói tạ ân tình của nữ đế bệ hạ. Không cần đa lễ, cô chỉ không muốn uy nhuy biến mất mà thôi. Thời gian không còn nhiều, người đi đi. Cô cũng phải trở lại Âm Ti rồi." Dứt lời, Cửu U Nữ Đế nhấc tay mở ra thông đạo dẫn tới cánh cửa Âm Ti, nháy mắt liền biến mất. Sau khi nữ đế rời đi, tôi cũng không lề mề nữa, lập tức lao vào vòng xoáy hư không của Miêu Cương Cổ Địa. Ngũ Quan lục thức mơ mơ màng màng, thời không hỗn độn đan xen. Không biết đã qua bao lâu, tới khi thần trí của tôi hồi phục liền phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới vô cùng xa lạ. Thế giới này màu sắc chẳng hề phong phú, chỉ có một mảnh xám đạm chết chóc tà khí tràn lan, tử ý ngập trời, tà khí sinh ra tà ma, mà ngoại trừ tà khí tôi còn cảm nhận được bảy cỗ ma ý tàn ác, lần lượt đại diện cho bảy loại tội nghiệt, nghi hoặc, tuyệt vọng, sợ hãi, tàn bạo, phẫn nộ, căm hận, ngạo mạn. Mỗi một loại ma ý đều bắt nguồn từ một đỉnh núi, miêu cương cổ địa có bảy đỉnh núi cả thảy, tất cả hợp với nhau tạo thành bắt đầu thất sát trận. Chương 859, nghi hoặc ma tôn 1. Bảy tòa núi cao, đỉnh thiên lập địa, ngọn núi đen nhánh như mực, được bao phủ bởi làn sương mù do tà khí hóa thành, giống như bảy con dao nhọn cắm ngược trên mặt đất. Tôi đứng yên một chỗ, suy đi nghĩ lại trong phút chốc, liền tiến tới đỉnh núi cách mình gần nhất. Toàn núi này đại diện cho sức mạnh tà ma nghi hoặc, tạm gọi là đỉnh nghi hoặc. Ngỡ ngay trước mắt mà xa tận chân trời, tại miêu cương cổ địa không thể ngự kiếm, tôi một đường tốc hành, mất nửa canh giờ mới tới được chân núi thần bí. Nguyên nhân bởi vì tôi là một người không có trái tim. Dọc đường đi, không ít lần bị ma ý do tà khí hóa ra quấy nhiễu nhưng bởi vì không có trái tim trước mắt tôi bọn chúng chẳng cách nào huyễn ảnh nếu đổi lại là một người có tim một đường này không biết phải mất bao lâu mới tới không phải mọi thứ ở miêu cung cổ địa đều là huyễn ảnh cũng có tà ma đã hóa hung thân đứng dưới chân núi nhìn lên ẩn trong làn sương mù dày đặc kia không biết có bao nhiêu kẻ đang ẩn núp nghi hoặc ma tôn mà tôi muốn khiêu chiến ngộ trên đỉnh núi đứng ở chân núi tôi thu lại thần niệm chuẩn bị phá mở huyệt thần đình triệu hoán kiếm thuần quân. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi tôi mất đi tim ma, không còn tim ma, năng lực chiến đấu của tôi chỉ có thể dựa vào ba đạo thái cổ tam kiếm, ngay cả kiếm khí cự long cũng không cách nào triệu hoán được. Bởi vì kiếm khí ngự long quyết phải dựa vào tim ma thúc dục mới có thể thi triển được. Điều này đối với tôi mà nói quả là một chuyện đáng tiếc, tôi không thể có được chiến ý cuồn cuộn của tim ma, tương lai cũng không còn cơ hội triệu hoán lục đại kiếm khí cự long. Long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, tức là như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng. Xuất phát từ quẻ thuần khôn trong kinh dịch, đại ý chỉ một trận chiến ác liệt, hai bên đều tổn hại. Long chiến vu giã còn là một chiêu có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ trong hàng long thập bát trường. Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, tức là như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng. Xuất phát từ quẻ thuần khôn trong kinh dịch, đại ý chỉ một trận chiến ác liệt, hai bên đều tổn hại. Long chiến vu giã còn là một chiêu có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ trong hàng long thập bát trưởng. Kháng long vô hối, thuần dương toàn thành, tức là cản rồng không hề hối hận. Hào sáu của quẻ càn trong kinh dịch là kháng long hữu hối, nghĩa là rồng bay lên quá cao, ắt có ăn nan. Câu này tác giả sửa từ hữu hối thành vô hối để thể hiện thái độ kiên quyết của tạ lan, nhờ vậy mà kiếm thuần dương cũng đạt tới phong độ đỉnh cao. Kháng long hữu hối còn là chiêu thức quen thuộc nhất, nổi tiếng nhất trong hàng long thập bát trưởng một trong hai tuyệt kỹ chân phái của cái bang. Tôi đối với kiếm khí cự long có một tình cảm vô cùng sâu sắc, bởi vì nó là thứ chỉ thuộc về một mình tạ lan tôi. Khẽ than thở một tiếng, tôi đem thần niệm đặt vào trong huyền quan. Trong huyền quan, kiếm thuần quân đang được ba thanh thái cổ kiếm thai vây quanh. Kiếm thai ma kiếm đã được tu phục hoàn chỉnh, toàn thân đen tuyền, ma kiếm phù văn lập loè. Kiếm thai ma kiếm xuất thủ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của bậc đỉnh phong thiên tôn. Kiếm thai quỷ kiếm dưới sự giúp đỡ của cửu u nữ đế cũng đã được tu phục hoàn chỉnh, đồng thời cũng thể hiện tu vi quỷ kiếm của tôi đã đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành. Kiếm thai quỷ kiếm toàn thân bích lam, quỷ kiếm phù văn lập lè. Kiếm thai quỷ kiếm xuất thủ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của bậc đỉnh phong thiên tôn. Tam đại kiếm thai hiện giờ chỉ có thần kiếm là chưa hoàn chỉnh, có điều so với trước khi tôi tu chỉnh kiếm pháp võ đạo thì đã hoàn thiện hơn mấy phần. Kiếm thai thần kiếm toàn thân hoàng kim, thần kiếm phù văn lập loè. Bởi vì kiếm thai thần kiếm còn chưa hoàn chỉnh, vì vậy khi xuất thủ mới chỉ phát huy tới trình độ trí cường thiên tôn. Bản thân kiếm thai có thể ra trận giết địch, thế nhưng muốn thao túng nó thì thần niệm tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa kiếm thai vốn không có thân xác thật, so với kiếm thuần quân thì còn xa mới sắc bén bằng. Sau khi thuần quân lần nữa được tế luyện tại xích cẩn sơn kiếm lư, kiếm cách tuyệt không tả xiết, đã có thể thông linh. Dùng kiếm này ra trận, kiếm khí có thể được kiếm linh thần quân gia tăng kiên trì, sức hủy duyệt lại càng cao hơn. Chuẩn bị hoàn tất, tôi khai mở thần đình, thuần quân kêu lên một tiếng phấn kích, từ trong huyền quan của tôi bay ra. Kiếm đã tới tay, huyết mạch tương liên, tôi có thể cảm nhận được khát vọng giết chóc của thuần quân, mà tôi bởi vì có được cơ hội chiếm lấy trái tim thất khiếu linh lung trong truyền thuyết mà cũng vô cùng phấn khích. Nhìn đám tà ma lẩn khuất trong làn sương mù tăm tối trên đỉnh nghi hoặc, tôi cắn đầu ngón tay, dùng máu huyết tinh khiết của mình để tế kiếm. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, nhiệm xong câu sấm ngữ này, tôi cầm kiếm bước lên đỉnh nghi hoặc. Vì để tiết kiệm thời gian, tôi dùng uy lực đỉnh phong thiên tôn để mở đường, lũ tà ma tu vi thấp kém bị tôi làm cho kinh sợ, ngay cả hiện hình cũng không dám. chương 860, Nghi hoặc ma tôn 2 Đường núi gập gành, quanh co hướng lên, càng đi lên cao, sức mạnh của tà ma càng lớn. Bắt đầu có tà ma đã hóa hung thân bất ngờ tập kích tôi. Cái gì gọi là nghi tâm sinh ma quỷ, nghi hoặc tà ma giỏi nhất chính là ẩn mình, tiết tấu công kích của chúng so với quỷ kiếm chi đạo cũng chẳng thua kém bao nhiêu đối với người chưa từng gặp quỷ kiếm mà nói nghi hoặc tà ma quả thực là loại khó đối phó nhất thế nhưng với người có tu vi quỷ kiếm đạt tới viên mãn đại thành như tôi mà nói bọn chúng chẳng tạo ra được chút uy hiếp nào tôi thậm chí còn không cần dùng tới kiếm khí chỉ dựa vào võ đạo kiếm pháp tỉ mỉ tinh tế vi diệu liền dễ dàng dùng kiếm thuần quân chém rách hung thể của bọn chúng mãi cho tới khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng trăm trượng liền không thể không dùng kiếm khí tới đối phó với lũ tà ma đang không ngừng điên cuồng xuyên thủng lớp xương mù tới giết tôi so với những tà ma muôn hình vạn trạng vô cùng kỳ quái mà tôi đã gặp trước đây thì không giống, nghi hoặc tà ma ở đây có dáng vẻ gần tương tự con người. Thân cao vài trưởng, ngũ quan mặc dầu giống với con người thế nhưng lại hung ác dữ tợn, xấu xí vô cùng. Trên đầu mọc một cặp sừng dê, phía sau có một cái đuôi dài buông thóng, hai chân cường tráng, còn có móng guốc giống như châu vậy. Giữa trời với đất còn có người, tà ma có hình dáng càng giống với loài người thì sức mạnh chiến đấu càng lớn những con yêu quái sừng dê này chiến lược chỉ cách cảnh giới đỉnh phong thiên tôn nửa bước mà thôi tu vi như vậy đối với tôi bây giờ mà nói cũng không thể tạo nên chút uy hiếp nào lẽ nào bọn chúng ỉ vào số lượng lít nhít như kiến xuất hiện không ngừng lúc là huyễn ảnh khi là thực thể vừa bị giết chết liền nhanh chóng ngưng tụ lại tái sinh dường như không thể diệt tận gốc chém chém giết giết một hồi như vậy chỉ dựa vào tu vi quỷ kiếm thì không thể đối phó đây là lúc tôi nên sử dụng ma kiếm ma kiếm cuồn cuồn, đã ra tay liền không thể chặn. Đối mặt với công kích như nước lũ của tà ma, tôi chỉ có thể dùng kiếm khí cuồng phong của ma kiếm để ngăn chặn, tiêu diệt. Mặc dù quỷ kiếm và ma kiếm đều đã viên mãn đại thành, thế nhưng ma kiếm mới là chủ kiếm của tôi. Bởi vì ma kiếm đã dung hợp lực pháp tắc của thất sát chi đạo. Hỗn loạn và điên cuồng đan sen, kiếm khí ma đạo từ trong kiếm thuần quân bùng phát, kiếm khí cuồn cuộn hóa thành dòng thác. Thác kiếm thành hình, thế như trẻ tre, càn quét bốn phương tám hướng. Tôi lại dùng kiếm thuần quân tác động dòng chảy của thác kiếm khí kia tạo thành một lốc xoáy cuồng phong cuồn cuộn bên cạnh mình. Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh của lốc xoáy, bán kính cũng càng lúc càng to hơn. Tà ma sừng dê trốn không kịp, lũ lượt bị kéo vào trong lốc xoáy kiếm khí do tôi tạo ra. Bị kiếm khí chém giết, bọn chúng hãy còn có thể ngưng tụ lại lần nữa, thế nhưng bị cơn lốc kiếm khí nuốt chửng thì một chút cơ hội sống lại cũng không có. Cuối cùng, toàn bộ tà ma sừng dê đều bị chôn vùi trong lốc xoáy kiếm khí kiếm khí cũng lặng dần, trở thành kiếm hải. Một trận này đã diệt hàng vạn tà ma sừng dê, khiến cho hoài nghi ma tôn trên núi cũng cảm nhận được mối đe dọa, thúc giục hàng chục tà nhãn ma nhân cảnh giới thiên tôn tới giết tôi. Kiếm khí ma đạo hình thành kiếm hải hãy còn đó, thế nhưng nếu chỉ dựa vào ma đạo kiếm hải thì vẫn không thể tiêu diệt được nhiều tà nhãn ma nhân có chiến lược thiên tôn như vậy. Ngay lập tức, trước khi tà nhãn ngấm ngầm sông tới trước mặt, tôi vội vàng liều mạng phóng thích kiếm thai quỷ kiếm, một lần nữa triệu hoán kiếm hải hai luồng kiếm hải viên mãn đại thành chất lên nhau, tà nhãn ma nhân chiến lực cấp thiên tôn vừa xông vào, thân ma lập tức tan thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Sau khi tà nhãn ma nhân bị quét sạch, con đường dẫn tới đỉnh nghi hoặc cũng không còn bất kỳ chướng ngại nào. Trên đỉnh nghi hoặc có tòa ma điện, nghi hoặc thiên tôn đang náu trong chính ngôi điện này. Ma điện cao lớn kỳ lạ, tà khí nồng đậm không thể kể xiết. Tôi cầm kiếm tiến vào, trong ma điện trống rỗng, chỉ có nghi hoặc ma tôn một thân cô độc đứng giữa điện, quay lưng về phía tôi chỉ nhìn một cái, tôi đã cảm thấy bóng lưng này vô cùng quen thuộc. Đợi cho tới khi người này ngoảnh lại, tôi lập tức liền kinh ngạc. Đó nào phải Nghi hoặc Ma Tôn, rõ ràng là bản thân tôi. Đạo bào huyền tố, kiếm thuần quân, tóc đen như mun, mặt trắng tựa ngọc. Đối diện với hắn ta có cảm giác giống như tôi đang soi gương vậy, thế nhưng so với soi gương thì chân thật hơn rất nhiều. Bởi vì thứ mà gương phản chiếu chỉ là vẻ bề ngoài, mà người này lại có uy áp thần niệm đỉnh phong thiên tôn của tôi tôi thậm chí còn nghi ngờ kiếm của hắn ta cũng giống với kiếm của tôi hóa ra cái gọi là nghi hoặc thiên tôn chính là tự mình đối địch với bản thân mình xem ra khó phân thắng bại chỉ là nơi này tà khí nồng đậm mà bản thân tôi lại chẳng cách nào dùng thần niệm vô tận của mình để quyết đấu bởi vậy người thắng cược cuối cùng nhất định là hắn ta có bao nhiêu người tiến vào ma điện sẽ sinh ra bấy nhiêu vị nghi hoặc ma tôn mà tất cả những kẻ mạo muội xông vào đều sẽ chết Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta sao chép toàn bộ chiến lược của ngươi một cách hoàn mỹ, bởi vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thể giết chết ta. Ta nếu không chết, vậy kẻ chết chính là ngươi. Người kia nói, thanh âm nói chuyện cũng chẳng khác tôi chút nào, ai thật ai giả khó mà phân biệt. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Kể từ lúc ngươi bắt đầu đặt chân lên đỉnh nghi hoặc, mọi thủ đoạn tấn công, mọi hành động của ngươi đều không tránh khỏi đôi mắt ta. Ta rất kinh ngạc trước kiếm đạo thiên phú của ngươi. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một người có thể đồng thời đạt tới viên mãn đại thành của ma kiếm và quỷ kiếm. Ý của ngươi có phải, phàm là thủ đoạn của ta, ngươi đều có thể sao chép một cách hoàn mỹ? Không sao, bao gồm cả hai luồng kiếm hải, không kẻ nào có thể che giấu thực lực của mình trước sự tấn công của tà ma trên đỉnh nghi hoặc. Lời này của hắn ta không hề có ý khoác lác, lũ tà ma sừng dê tấn công như bão lũ, sau khi chết còn có thể lần nữa ngưng tụ lại. Vào lúc chúng tấn công điên cuồng, ai cũng không thể che giấu con át chủ bài của mình. Huống chi, ngoại trừ tà ma sừng dê, còn có mấy chục vị tà nhãn ma nhân chiến lược cấp thiên tôn, chỉ e ngay cả người đã đạt tới cảnh giới đạo tổ cũng chỉ có thể suốt mọi thủ đoạn. Thế nhưng tôi không như thế, tôi dùng lốc xoáy kiếm khí để nuốt trường tà ma sừng dê, lại dùng kiếm hải quét sạch ma nhân, cuối cùng vẫn không cần dùng đến con át chủ bài. Bởi vì từ lúc đặt chân lên đỉnh nghi hoặc cho tới nay, từ đầu tới cuối tôi đều không động đến thần kiếm. Nếu chỉ có như thế vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. chương 861, trở lại ngày hôm qua một Cùng nghi hoặc ma tôn đối chiến, chẳng khác nào tự mình chiến đấu với chính mỉ nhắn ta có thể nhìn thấu tất cả ý định của tôi, lại có thể mô phỏng hoàn mỹ chiến lược của tôi. Quả thực là một trận đấu khiến người ta tiêu tan hết nhuệ khí. Chỉ là, chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu như được phép, tôi muốn kéo dài trận đấu này vô thời hạn bởi vì chỉ khi chiến đấu với bản thân mới có thể tìm ra điểm yếu của mình. Kể từ khi bước chân vào con đường tu đạo, thiếu sót lớn nhất của tôi chính là thời gian tu hành quá nhiều, mà sức mạnh chiến đấu lại tăng lên quá nhanh. Đừng nói tới chuyện không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu thái cổ kiếm đạo, ngay cả kiếm pháp võ đạo tôi cũng chưa thể lĩnh hội sâu sắc, kỹ càng. Có câu này rất hay, chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy không bằng một làm. Nếu chỉ nhìn thấy những gì viết trên giấy thì chỉ là sự nông cạn, cái thâm sâu phải tự mình lĩnh hội và thực hành. Rất nhiều chuyện có thể suy nghĩ để hiểu được, thế nhưng hiểu được vĩnh viễn chẳng bằng tự mình làm. Bởi vì khi chúng ta bắt tay vào thực hiện, ngoài việc có thể lĩnh ngộ thêm sâu sắc còn có thể tạo nên niềm vui bất ngờ cho chính mình. Ví dụ như lúc tôi dùng bảo vũ kiếm của kiếm pháp võ đạo chém chết cổ xà tại độc nha cốc, trải nghiệm đó cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thú vị. Nhìn thấy ao nhỏ mà suy ra biển lớn, ngay cả mãnh hổ cũng có lúc thưởng thức hoa tường vi. Bởi vậy, tôi rất trân trọng trận chiến này. Kiếm pháp đầu tiên tôi sử dụng chính là thất sát kiếm bộ kiếm pháp này tôi đã không dùng nhiều năm nay, cũng đã quên đi cảm giác kích động khi lần đầu lĩnh ngộ được. Anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, chiến hồn bích huyết, khỉ viết vô y, hậu hội vô kỳ, tử đắc kỳ sở, kiếm xuất vô hối. Nghĩa là anh hùng gặp cảnh tuyệt lộ, bốn bề vây hãm, máu hồn nhuộm chiến kỳ, há nói gì chuyện không áo, chẳng hẹn ngày sau gặp lại, chết có ý nghĩa, đã xuất kiếm thì lòng này chẳng hối hận. Chiêu kiếm quen thuộc, lúc kiếm được xuất ra đồng thời cũng gợi lại cho tôi hồi ức xưa cũ. Thất sát kiếm, mỗi một kiếm đều mang tâm cảnh riêng. Đặc biệt là hậu hội vô kỳ và tử đắc kỳ sở, hai chiêu kiếm xuất phát từ điển cố kiếm sư Chu Thế Hào thời Nam Tống. Nếu đã hậu hội vô kỳ, vậy chúc người tử đắc kỳ sở. Tức là nếu đã chẳng hẹn gặp gặp lại, vậy chúc người chết có ý nghĩa. Thất sát kiếm, chính là bảy chiếc khuy áo mà tôi đã đánh mất. Mà trong lúc tìm lại bảy chiếc khuy áo, tôi đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới giống với dự đoán tôi vừa xuất ra thất sát kiếm nghi hoặc ma tôn cũng dùng thất sát kiếm chiến đấu với tôi ngay cả sức mạnh chiến đấu cũng giống nhau như đúc tôi đem hắn ta trở thành đối thủ giúp mình rèn luyện hắn đem tôi trở thành kẻ tiêu khiển giết thời gian chúng tôi mỗi người đều có kế hoạch và ý đồ riêng thất sát kiếm là do sát tâm tạo thành hiện giờ tôi là kẻ không có trái tim cho nên bộ kiếm pháp này chẳng những không còn ý chí sát phạt của ngày xưa ngược lại bởi vì tràn đầy cảm xúc của hồi ức mà trở nên ấm áp vô cùng. Kiếm phong lạnh lẽo, kiếm ý nhu tình, thất sát kiếm hoàn tất ra trận, tôi liền kết nối với ma kiếm. Hình dáng kiếm khí của ma kiếm cực kỳ đơn giản, cũng không có chút biến hóa dư thừa nào, bởi vì là kiếm khí của ma kiếm mà có chút cuồng dã. Ma kiếm cuồn cuồn, đã xuất ra liền không thể chặn. Sau khi đạt tới trình độ viên mãn đại thành, trong những trận tấn công cận chiến, ma kiếm của tôi còn có thể đẩy lùi sức mạnh biến hóa thần thông hai kẻ chúng tôi càng đánh càng nhanh mỗi lần hai thanh thuần quân va chạm vào nhau đều khiến cả hai đồng thời bị đánh bật cho tới khi tôi đem kiếm ý của ma kiếm rút ra hết dưới chân mỗi người đều xuất hiện một luồng kiếm hải sau đó tôi dùng quỷ kiếm đối đầu với nghi hoặc ma tôn quỷ kiếm âm u bí hiểm khó dò không thể nhìn thấu ngay cả khi nghi hoặc ma tôn có thể sao chép chiến lược của tôi một cách hoàn mỹ cũng không cách nào kịp thời đem kiếm khí quỷ kiếm hóa hình cùng lúc với tôi trong trận chiến quỷ kiếm này Cả hai chúng tôi đều bị thương. Chỉ có điều, tôi là thật sự đổ máu, bị kiếm khi biến hóa thần thông của quỷ kiếm xuyên thủng thân thể thiên tôn, mà thương tích của hắn ta chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trận chiến quỷ kiếm kéo dài rất lâu, tôi cố ý kéo dài thiết tất trận đấu. Lại so sánh với ma kiếm vốn đã vô cùng quen thuộc, trong khi trình độ viên mãn đại thành của quỷ kiếm là do tôi đi đường tắt, dưới sự giúp đỡ của cửu u nữ đế mới đạt được. Trận chiến kéo dài càng lâu, thương tích của tôi càng nhiều. Chỉ là Tất cả những điều này đều đáng giá, cho tới khi trận chiến quỷ kiếm kết thúc, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một luồng kiếm hải quỷ kiếm. Lúc này tôi mới tạm ngừng lại, khôi phục thương thế. Mất đi tim ma, thiên tôn đạo thể rất khó hồi phục. Hơn nữa sinh cơ mất đi cũng ảnh hưởng tới việc phát huy thần kiếm. Hai luồng kiếm hải này của ngươi đã là cực hạn rồi, tại sao lại dừng tay? Nghi Hoặc Thiên Tôn nói. Không vội, chương 862, trở lại ngày hôm qua hai ngươi không vội ta cũng không vội bất luận ngươi muốn chỉ hoàn bao lâu hoặc là đánh lại từ đầu ta đây đều vui vẻ phụng bồi ngươi tin tưởng nhất định đánh bại ta như vậy sao ha ha bởi vì ngươi sẽ suy yếu dần còn ta thì không nếu như ta muốn bất cứ lúc nào cũng đều có thể dùng trạng thái tốt nhất của chính ngươi đợi khi ngươi yếu ớt liền kết liễu. nhìn nụ cười xảo trá trên mặt hắn tốt quyết định về sau vẫn cứ là nên bất cười lại dáng vẻ mà nghi hoặc ma tôn huyễn hóa chính là bản thân tôi mọi biểu cảm của hắn vì thế mà giống tôi y hệt. Kiếm hải bắt đầu lập loè, đó là gợi ý cho việc sắp sửa biến mất. Nếu như đánh lại một lần nữa, so với bây giờ tôi sẽ còn suy yếu hơn, mà nghi hoặc ma tôn thì không. Vì vậy, mặc dù thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi vẫn lựa chọn sử dụng thần kiếm. Thần kiếm mịt mù, tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa khoảng không vắng lặng kiếm khí thần kiếm vừa hiện thân, nghi hoặc ma tôn liền lộ ra vẻ chấn kinh. Hóa ra người còn lĩnh hội được thái cổ thần kiếm, dứt lời, Nghi hoặc Thiên Tôn vội vàng đuổi theo động tác của tôi, bắt đầu diễn hóa thần kiếm chi đạo. Có câu nói gọi là phải hiểu được đạo lý trước sau, mặc cho hắn có năng lực mô phỏng hoàn mỹ cũng chẳng cách nào theo kịp tốc độ xuất kiếm của tôi. Vì vậy, tới khi kiếm hải thần kiếm của tôi đã thành hình, hắn hãy còn kém tôi một bước. Hai tay nắm chuôi, nhất kiếm vĩnh hằng, tôi dùng kiếm thuần quân cuốn lấy ba luồng kiếm hải chém về phía Nghi hoặc Ma Tôn, mà hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ngưng tụ kiếm hải thần kiếm hốt hoảng dùng kiếm hải ma kiếm và kiếm hải quỷ kiếm để đối phó với tôi. Kiếm hải chạm vào nhau, cú va chạm bạo phát sức mạnh hủy diệt, có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, chính là thanh âm cực lớn thì nghe không thấy, hình tượng cực lớn thì trông không thấy. Cả tòa ma điện vô thanh vô tức liền sụp đổ, mấy thạch bích chạm khắc trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Mặt đất dưới chân nứt ra, cả ngọn nghi hoặc đều đang lặng lẽ chấn động. Khói bụi khắp nơi, đất sung núi lắc nghi hoặc ma tôn hóa thành tôi vì vậy trong lúc trần ai lạc định này nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ như muốn tan vỡ của hắn tôi thấy xót xa vô hạn giải thích câu trần ai lạc định nghĩa là bụi trần đã rơi xuống kết quả đã được quyết định hết giải thích giết chết hắn cũng là một lần tự tay chôn cất cho mình ngươi thắng rồi đây là câu nói cuối cùng của nghi hoặc ma tôn lời này vừa dứt hồn phách của hắn liền tan biến miêu cương cổ địa từ nay chẳng còn nghi hoặc ma tôn nữa việc này thế nhưng không giúp đỉnh nghi hoặc trở nên quang đãng thanh thuần ngược lại bởi vì hung thể của hắn đã hóa thành sát ý vô tận khiến cho đỉnh núi tràn ngập sức mạnh nghi hoặc tà ma sương mù càng lúc càng nồng đậm tà ma do tà khí hóa thành càng lúc càng cường đại có thể tưởng tượng như thế này đợi tới lúc đại quân đạo môn tấn công đỉnh nghi hoặc bọn họ sẽ gặp phải những tà ma còn mạnh hơn nhiều lần so với tà ma tôi đã gặp khi nãy cái giá phải trả chắc chắn còn lớn hơn nữa có điều những tà ma vừa mới sinh ra sẽ không tấn công tôi, bởi vì lúc Nghi Hoặc Thiên Tôn bị tôi giết chết, trong lồng ngực của tôi liền nhiều thêm một cỗ sức mạnh gọi là kiên định chi tâm. Là kiên định, chứ không phải nghi hoặc. Tôi ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương, khôi phục thần niệm đã bị tổn hao khi trước, cảm ngộ sự gia tăng của tu vi kiếm đạo. Trận đấu với Nghi Hoặc Ma Tôn đã giúp kiếm đạo hoàn thiện hơn rất nhiều. Con đường của kiếm đạo là vô tận, trình độ viên mãn đại thành của ma kiếm và quỷ kiếm thế nhưng không phải là cảnh giới cuối cùng đạo lý này cũng giống như người ta luyện quặng thành sắt đã luyện thành công rồi hãy còn có thể biến sắt thành thép tôi không bỏ lỡ cơ duyên cả một tu hành này không chỉ vậy còn tận lực dành nó cho thần kiếm sau khi kết thúc cuộc chiến tại miêu cương cổ địa kết thúc thiên đạo sẽ trở lại ấy cũng là lúc cuộc chiến phong thần bắt đầu trong tam đạo thậm chí là tam giới chiến lược của ma đạo có thể coi là yếu nhất nếu muốn giành được chỗ đứng trong cuộc chiến phong thần ma đạo nhất định phải có trí cường đạo tổ ngay cả khi không thể dung hợp ba thanh kiếm này, tôi cũng bắt buộc phải khiến cho mỗi thanh đều đã đạt tới trình độ viên mãn đại thành. Tam kiếm viên mãn đại thành, tôi cũng có thể đem chiến lực của mình luyện tới cảnh giới trí cường đạo tổ. Núi thứ hai mà tôi lựa chọn khiêu chiến chính là đỉnh tuyệt vọng. Trận chiến với tà ma tại tuyệt vọng thê lương vô cùng, bởi vì bị sự tuyệt vọng bùa vây, ý chí chiến đấu của tôi chẳng thể sinh ra. Vì thế, đợi tới khi tôi chém tới đỉnh tuyệt vọng thì đã lãng phí rất nhiều thời gian so với khi ở núi nghi hoặc. Trận chiến kéo dài và nhàm chán, đắm chìm trong tuyệt vọng khiến tâm trạng của tôi ủ rũ đến cực điểm, tới nỗi khi đã đến trước cửa tuyệt vọng ma điện, ngay cả dũng khí xông vào tôi cũng chẳng có. Tuyệt vọng, mà đạo từ hàn hoang xuất thế cho tới nay, mỗi trận chiến dường như đều là một trận khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là, cuối cùng chúng tôi đều đã thắng trận, công thần lớn nhất ở đây chính là thê tử của tôi, Lâm Thủy Hỏa. Tử thần bất tử, tử thần vĩnh viễn cũng không tuyệt vọng. Phá quân đại tướng, Món quà lớn nhất đã dành tặng cho ma đạo chính là dũng khí. Tôi nhớ lại từng trận từng trận chiến đấu của thủy hỏa, cuối cùng từ sâu thẳm trong linh hồn liền sinh ra dũng khí mãnh liệt. Trốn tránh chưa chắc đã dễ dàng, bình tĩnh đối mặt không nhất định sẽ khó khăn. Lời này tôi đã nói vô số lần, cũng vô số lần nó đã trao cho tôi sức mạnh. Lần này cũng không ngoại lệ, có được dũng khí, hủy diệt tuyệt vọng ma tôn cũng là chuyện trong lòng bàn tay. Sau trận chiến này, tôi đã có được cỗ sức mạnh thứ hai, gọi là hy vọng tri tâm chương 863, Tử thần Minh Giới 1. Sau khi đã diệt trừ nghi hoặc và tuyệt vọng ma tôn, hãy còn có khủng cụ, bạo lệ, phẫn nộ, tăng ứa, ngạo mạn ma tôn đang chờ tôi ở phía trước. Hiện giờ, tôi cầm kiếm thuần quân hướng núi khủng cụ mà đi. Cái chết của nghi hoặc và tuyệt vọng ma tôn đã khiến năm vị ma tôn còn lại cảm nhận được áp lực. Khủng cụ ma tôn vì vậy đã triệu hoán rất nhiều tà ma tới canh giữ, bảo vệ núi. Tà ma trên núi khủng cụ toàn bộ đều có bộ dáng của nhân loại, đầu châu hình người, sau lưng có hai cánh, có thể bay cao tới mấy trượng. Vũ khí của bọn chúng gọi là Mộc Nhật đao, là hai thanh kiếm do tà khí ngưng tụ mà thành. Giải thích từ Mộc Nhật nghĩa là ngày tàn, ngày tận thế. Hết giải thích, ngoại trừ sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại khi cận chiến, tà ma khủng cụ còn có thể triệu hoán nỗi sợ hãi của ác mộng khi chiến đấu ác mộng có thể kích thích nỗi sợ hãi lớn nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người, khiến người ta chìm đắm trong nỗi sợ đó, giống như rơi vào vực sâu vô tận. Lúc tỉnh lại từ trong ác mộng, cũng là khi ngày tàn sắp tới. Tôi mặc dù không có trái tim nên chẳng dễ dàng trầm luân, thế nhưng ác mộng vẫn cứ kích thích nỗi sợ trong lòng tôi. Kỳ thực, kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư tới giờ, sâu thẳm trong lòng tôi chưa từng trải qua cảm giác bình yên. Sự nặng nề của cờ chiêu hôn ma đạo khiến tôi hoảng hốt, mỗi khi có một anh linh qua đời trong các trận đấu, sự hoảng hốt trong tôi lại nặng thêm một phần. Tôi sợ mình không thể đảm đương trách nhiệm của ma đạo tổ sư, tôi sợ sẽ đưa bọn họ rơi vào vực sâu không đáy không làm đạo tổ không thể biết được sức nặng của cờ chiêu hồn quan trọng nhất là ma đạo chẳng có tương lai bởi vì ma đạo vừa xuất thế đã đối đầu với thiên đạo hiện giờ ma đạo đã có dã tâm hủy diệt thế giới vì vậy kẻ đầu tiên bị tiêu diệt chính là ma đạo chúng tôi sợ hãi lớn nhất của con người chính là phải đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực của tương lai sợ hãi khiến cho kiếm thuần quân trong tay tôi đã mất đi sự sắc bén ma đạo tổ sư là khởi đầu còn tôi là kết thúc tôi không lo lắng bản thân sẽ chết tôi chỉ lo rằng ma đạo sẽ bị chôn vùi trong tay tôi quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tôi cầm theo kiếm thuần quân lên núi thu lại uy áp thần niệm tùy ý để cho tà ma khủng cụ lao vào mình giống như thiêu thân lao vào lửa dùng dũng khí ẩn giấu sâu thẳm trong tâm hồn khi đối diện với tử vong một đường kiếm vẽ lên một tà ma ngã xuống càng đánh càng hăng chém nát một chuôi lại một chuôi kiếm mộc nhật diệt từng con lại từng con tà ma khủng cụ ma kiếm quỷ kiếm thần kiếm ba thanh kiếm lần lượt đan sen kiếm khí ngang dọc thế nhưng tới khi bước vào khủng cụ ma điện chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng tôi bỗng phát hiện mình không thể nào đánh bại khủng cụ ma tôn bởi vì dáng vẻ mà khủng cụ ma tôn hóa thành chính là thái cổ minh giới tử thần khuôn mặt là của tử thần thùy họa điểm khác biệt duy nhất chính là vũ khí trong tay vũ khí ban sơ mà thùy họa sử dụng chính là lưỡng đoạn đao do liễu hà sầu rèn cho cô ấy sau đó là đao trấn yêu tại sơn hải quan tiễn lâu cuối cùng chính là tử thần tài quyết, do hồn chi bi thương biến hóa mà thành. Mà khủng cụ ma tôn trước mắt tôi đây trong tay đang cầm một lưỡi hái. Lưỡi hái tử thần là biểu trưng cho lần niết bàn thứ 8 của thái cổ minh giới tử thần. Nhìn thấy ta, người có phải rất ngạc nhiên hay không? Tử thần lạnh lùng hỏi, quả thực rất ngạc nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là cái chết sắp đến. Tục ngữ thường nói, trên đời trừ chết chẳng có đại sự nào. Tôi sợ hãi, là bởi vì tôi hãy còn đang sống. Nếu như đã chết, tự nhiên sẽ chẳng còn sợ sệt. Chỉ là tôi rất bối rối, tại sao trong miêu cương cổ địa tại có thái cổ minh giới tử thần? Tử thần vốn cô độc, nếu thủy hỏa đã thành công ngưng tụ thần cách của tử thần, vậy thế giới sẽ chẳng thể có thêm một tử thần thứ hai. Ngươi không phải tử thần thực sự. Tôi nói ta đương nhiên không phải, thế nhưng ta có đủ tư cách hóa thân thành tử thần. Ý ngươi là gì? Ta có được thân thể bất tử của tử thần, tử thần cần có linh hồn để chữa trị thương thế, cái ta cần chính là tà khí chỉ cần tà khí tồn tại ta sẽ không chết. Mà trên đỉnh khủng cụ này, thứ không thiếu nhất chính là tà khí. Xem ra người quả thực có đủ tư cách hóa thành tử thần, thế nhưng người hãy còn chưa nắm được sức mạnh của tử thần. Dứt lời, tôi bắt đầu ra tay trước, nếu như khủng cụ ma tôn đích thực là thái cổ minh giới, tôi tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Bởi vì tử thần đã niết bàn lần thứ 8 có chiến lực đạt tới cảnh giới trí cường đạo tổ. Đáng tiếc cô ta không phải, như vậy nghĩa là tôi vẫn có cơ hội thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn gọi là cơ hội mà thôi. Trận chiến này so với cuộc đấu với nghi hoặc ma tôn còn gian nan hơn nhiều. Miêu cương cổ địa có 7 tòa núi, đại biểu cho 7 loại tội nhiệt, cũng vì vậy mà thai ngén sinh ra 7 cỗ sức mạnh tà ma và 7 vị ma tôn. Sức mạnh chiến đấu của 6 vị ma tôn đầu tiên không hơn kém nhau nhiều, mỗi người đều có yêu, nhược điểm riêng của mình. chương 864, Tử thần Minh Giới 2 ưu điểm lớn nhất của nghi hoặc ma tôn chính là có thể mô phỏng hoàn hảo bản thân đối thủ, muốn đánh bại chính bản thân mình quả thật rất khó. ưu điểm lớn nhất của khủng cụ ma tôn đến từ sức mạnh chiến đấu bẩm sinh của cô ta. Thêm nữa là, chiến lực của Thùy Họa sau khi Niết Bàn đã đạt tới tu vi của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn khi đó, tương đương với cảnh giới đạo tổ. Tử thần Niết Bàn 8 lần, chỉ còn cách trí cường đạo tổ một bước nhỏ mà thôi. Nếu không phải khủng cụ ma tôn không phải là tử thần thực sự, trên người mang theo khuyết điểm, tôi tuyệt đối không thể nào đánh bại cô ta. Không có tim ma, sinh cơ của tôi tổn hao vô cùng nghiêm trọng, mà khủng cụ ma tôn mỗi lần tấn công đều có thể gây ra tổn thương lớn cho thiên tôn đạo thể của tôi. Tôi chỉ có thể dựa vào tốc độ cực hạn và thân pháp kiếm đạo mẫn tiệp để đối phó với cô ta, nguy hiểm vạn phần, mệt tới nỗi thở không ra hơi, còn may ma kiếm của tôi đã viên mãn đại thành. Sức mạnh diễn sinh thần thông vào lúc kiếm thuần quân chém chúng khủng cụ ma tôn có thể đẩy lùi cô ta. Khoảnh khắc này đã trao cho tôi cơ hội ra tay. Cơ hội thoảng qua như gió, tôi không có thời gian thi triển quỷ kiếm thần thông, trực tiếp để thần kiếm ra trận. Thần kiếm mù mịt, tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa khoảng trời vắng lặng, có thể phóng thích kiếm khí từ xa để tiêu diệt kẻ thù. Đây là ưu điểm lớn nhất của thần kiếm, mặc dù nói kiếm khí có thể giải phóng từ xa, thế nhưng nếu là ma kiếm và quỷ kiếm theo lệ sẽ để lại dấu vết, chỉ thần kiếm mới có thể như chất phất lờ không gian mà tiến tới. Khiến người ta không cách nào phòng bị, thái cổ tam kiếm mỗi loại đều có ưu điểm riêng, dù gì cũng là thái cổ kiếm đạo đã tồn tại từ khi vũ trụ khai sinh bằng cách này tôi đã dạo quanh bờ vực tử vong cẩn thận từng chút chuyển qua đổi lại hai thanh thái cổ thần ma ma kiếm đẩy lùi thần kiếm phóng thích từ xa đáng tiếc là tu vi thần kiếm của tôi còn chưa viên mãn sức mạnh hủy diệt của kiếm khí còn cách tốc độ hồi phục thân thể bất tử của khủng cụ ma tôn rất xa trận đấu rơi vào tình trạng bế tắc tuyệt vọng không chỉ vậy thời gian chiến đấu càng dài Cơn ác mộng do khủng cụ ma tôn phóng thích cuối cùng cũng bao trùm lấy tôi, nỗi sợ hãi thống trị thần hồn của tôi. Vốn dĩ trong trận chiến với khủng cụ ma tôn tôi đã ở thế bất lợi. Cứ như vậy, lập tức liền lộ ra dáng vẻ thất bại. Lưỡi hái tử thần điên cuồng vần vũ, mang theo tử ý lạnh lẽo. Thùy Hỏa thường nói, lưỡi hái sắc sát, sát sinh mệnh, sức mạnh tổn thương hồn linh. Lần này coi như tôi đã chân chính lĩnh giáo ý nghĩa thật sự của câu nói này. Vai trái bắt đầu chảy máu, một mảng thịt lớn bị lưỡi hái chém đứt, máu tươi điên cuồng trào ra. Rất nhanh, đầu gối lại bị đao cắt trúng, sinh cơ vùn vụt trôi đi, thần hồn liên tục rơi vào trạng thái suy kiệt. Tôi toàn thân đẫm máu, càng chiến càng mệt mỏi, bị khủng cụ chi phối, chẳng khác nào đem sinh mệnh phó thác vào tay tử thần. Âm thanh bước chân tử vong càng lúc càng rõ ràng, như thể mùa đông đang đến. Máu huyết dần trở nên lạnh lẽo, thần hồn dường như cũng trở nên tê dại. Tôi vốn không có tim, tất cả cảm xúc đều là phản ứng chân thực của thần hồn sau khi thần hồn trở nên tê liệt nỗi sợ hãi cũng tự nhiên giảm bớt cái chết đang đến gần đây không phải lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết đến gần như thế đã từng có rất nhiều lần tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy mỗi lần đối diện với tử vong nuối tiếc của tôi lúc nào cũng nhiều hơn sợ hãi có một câu nói rất hay biện pháp tốt nhất để khiến một người trở nên dũng cảm chính là trao cho anh ta một người xứng đáng để anh ta bảo vệ bằng cả mạng sống của mình nếu như không thể làm được, vậy thì chỉ còn lại nỗi tiếc nuối. Tôi muốn bảo vệ một khương tuyết dương thần hồn vỡ vụn chỉ còn lưu lại thần niệm trên núi Thái Âm. Tôi muốn bảo vệ thiếu nữ lâm ra 400 năm trước bởi vì đau thương mà không cách nào thức tỉnh. Tôi muốn bảo vệ thiếu nữ Ali của bộ lạc Đông Di được tôi mang ra từ bí cảnh tuyết vực. Tôi muốn bảo vệ thiếu niên đáng yêu trung thành ngạo phong của long tộc đã thức tỉnh tại thiên trì. Tôi muốn bảo vệ 8.000 đệ tử hồ tộc Thanh Khâu bước ra từ hàn hoang. Tôi muốn bảo vệ phu phụ liễu hà sầu, Người đã dẫn dắt tôi khai mở vận mệnh kỳ diệu của mình. Tôi muốn bảo vệ nghìn nghìn vạn vạn đệ tử ma đạo quyết chiến tử vì ma đạo. Tôi muốn bảo vệ cờ chiêu hồn giấu trong huyền quan của mình. Thế nhưng, trong cơn ác mộng vô biên ấy, những ngôi sao dường như đã tắt, chúng không còn tỏa sáng vì tôi nữa. Nỗi cô độc thật nhanh liền kéo đến, mà đau đớn thống khổ đã bắt đầu. Nụ cười nhàn nhạt của người thương từ trong ký ức của tôi cũng sắp sửa theo gió bay đi. Không, tôi sẽ không chết, kẻ này không phải tử thần chân chính. Tôi nhất định đánh bại cô ta. Sức mạnh thực sự của tử thần không phải nỗi sợ hãi cái chết. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị lãng quên bởi người còn sống và người đã chết. Chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt, thế nhưng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống, không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Sự tồn tại của chúng ta cũng là một lời nguyền, vì vậy chúng ta lãng quên quá khứ, cũng bị quá khứ lãng quên sức mạnh chân chính của tử thần chính là lãng quên chỉ cần trong lòng tôi còn có một người không thể nào quên tôi sẽ không vì cái chết mà sợ hãi nghĩ đến điều này lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu vô tận trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn tôi ánh sáng của kiếm thuần quân trở nên rực rỡ kiếm khí ma kiếm hóa thành dòng thác tràn khắp bốn phương tám hướng kiếm khí chặt đứt nỗi sợ hãi trong cơn ác mộng tung hoành nơi này tôi đây dựa vào cái gì để chiến đấu hộ quốc an bang diệt gian ác đạo pháp tự nhiên trảm tâm ma chương 865, vị ma tôn thứ bảy. Dũng khí từ sâu trong thần hồn sinh ra, khiến thuần quân kiếm trong tay tôi phát ra ánh sáng rất lớn. Thuần quân kiếm vừa mới khai mở linh thức kết hợp cùng máu huyết trong tôi, dũng khí sống sót qua cơn nguy nan khiến nó như lại được tái sinh lần nữa. Cơn ác mộng đáng sợ mở ra, với thân thể tàn tạ, tôi vẫn điên cuồng tấn công. Phép thần thông của ma kiếm đẩy lùi sự tiến công của ma tôn khủng cụ hết lần này đến lần khác và đẩy cô ấy ra càng lúc càng xa giải thích ma tôn khủng cụ là vị ma tôn đại diện cho ma ý sợ hãi hết giải thích trong đoạn thời gian này tôi không hề phát ra kiếm khí thần kiếm mà trực tiếp dùng kiếm ý cuồn cuộn không dứt của ma kiếm dồn ép tử thần chi khu của cô ấy đến tận cuối ma điện ma tôn khủng cụ càng đánh càng hoảng ngọn lửa đen trong ánh mắt càng lúc càng cuồng loạn tôi bất kể sống chết tấn công thân thể bất tử của cô ấy tổn hại nặng nề sát khí nhiều lần không cách nào phục hồi trong trước mắt được với thương thế trồng chất không dứt Ma tôn khủng cụ cuối cùng cũng cảm thấy cái chết đang đe dọa cận kề. Khi cái chết đe dọa đến tử thần, gieo vào lòng cô ấy nỗi sợ hãi lớn hơn cả nỗi sợ hãi cô ấy mang đến cho chúng sinh. Đếm không xuể tôi đã tung ra bao nhiêu tiểu kiếm. Tóm lại, trước khi máu của tôi chảy cạn, thuần quân cuối cùng cũng đã đâm vào tim Ma tôn khủng cụ. Tim là nơi chí mạng của Ma tôn khủng cụ. Các vết thương nơi khác đều có thể hồi phục nhờ vào sát khí, trừ vết thương tâm linh. Trong suốt trận chiến với Ma tôn khủng cụ tôi chẳng thi triển quỷ kiếm lần nào cả, chỉ khi đâm xuyên qua tim ma tôn khủng cụ tôi mới dùng quỷ kiếm, bởi vì quỷ kiếm có phép thần thông, kiếm khí xuyên thấu. Ma tôn khủng cụ cận kề cái chết, ngọn lửa đen trong ánh mắt càng ngày càng yếu đi. Khi sắp bị tiêu diệt, ma tôn khủng cụ không cam tâm hỏi rằng, người có thể nói cho ta biết, uy lực của tử thần thực sự là gì. Người sắp chết, lời nói cũng thiện lương, giọng điệu cô ấy rất dịu dàng, khiến tôi nhớ đến thủy họa. Phải quên đi, cũng phải từ bi, có đôi khi, quên đi hết chính là từ bi bởi vì có những đau khổ chỉ có thể chìm trong lãng quên mới có thể nguôi ngoai tôi hiểu rồi nói xong toàn bộ ngọn lửa đen trong ánh mắt ma tôn khủng cụ đều tắt đi sát thân và liềm tử thần trong tay cô ấy đồng loạt vỡ vụn phân tán biến thành sát khí vô tận trở lại là tà ma trên đỉnh khủng cụ giết đi ma tôn khủng cụ tôi có được tâm nguyên lực của sự từ bi sẽ không bị bất cứ loại tà ma đáng sợ nào đe dọa nữa tôi đi đường tắt lên núi không có nghĩa là đem tà ma trên núi toàn bộ đều diệt sạch, mà chỉ cần sát khí còn tồn tại, là không cách nào tiêu diệt triệt để gốc rễ tà ma. Do đó, những thứ này hấp thu sát khí quỷ tôn nên biến thành những tà ma mạnh hơn, sẽ trở thành cản trở của đại quân đạo môn, gây nên thương vong nặng nề. Mục đích ban đầu của Mao Giang cổ địa là rèn luyện thần hồn, nhưng bởi vì hành động của tôi mà khiến cho họ lợi bất cập hại, được một mất mười. Đến nỗi đệ tử ma đạo của tôi, tương lai sau này sẽ được tôi giúp đỡ chia sẻ áp lực. Trận quyết đấu với ma tôn khủng cụ làm tôi bị thương nặng, sinh cơ còn sót lại không được bao nhiêu, đạo thể thiên tôn bị thương tích đầy mình, máu huyết cơ hồ chảy cạn. Không có quỷ tâm, chỉ dựa vào hồi phục của huyền quan, tôi phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn toàn phục hồi. Trong khi trị thương, tôi cũng đồng thời ngộ ra thần kiếm chi đạo. Trong trận chiến này, do tôi nhiều lần thi triển thần kiếm chi đạo, kiếm phôi thần kiếm giữa huyền quan lại tiến triển thêm mấy phần, cách mức độ thành công hoàn mỹ gần hơn một bước. Diệt trừ ma tôn khủng cụ xong, mục tiêu tiếp theo của tôi là ma tôn bạo lệ. Đỉnh cao này không quá khó, bạo lệ là vì đại khai sát giới. Tam kiếm đại cổ cả mộ được ý định tàn sát trời đất mà sinh ra, ban đầu chính là vì đại khai sát giới mà tồn tại. Lấy độc trị độc, tôi lấy tốc độ chưa từng có, rất nhanh đã đuổi giết đến đỉnh núi. Giữa bạo lệ ma điện, tôi đã gặp ma tôn bạo lệ với sức chiến đấu đạt cảnh giới đạo tổ. Ma tôn bạo lệ có hình dạng người sói, móng vuốt nhọn hoắt tựa như từng thanh kiếm sắc bén. Người sói cuồng bạo căn bản bất kể sống chết, tôi chỉ có ma kiếm để liều mạng đọ sát thương với nó. Sinh cơ của hắn ta còn tốt hơn cả tôi, lúc đầu tôi còn liều mạng đánh vào hắn, bất quá trong đối đầu đánh cận chiến ma kiếm của tôi có hiệu quả đẩy lùi, loại này chính là đánh loạn đi thiết tấu công kích của hắn ta. Sau cùng, tôi chảm chết ma tôn bạo lệ, giết ma tôn bạo lệ xong tôi có được tâm chi nguyên lực của sự bình tĩnh. Nghi hoặc, tuyệt vọng, khủng cụ, bạo lệ, bốn đại ma tôn toàn bộ đều bị tôi lần lượt tiêu diệt. Trình độ kiếm đạo của tôi thăng cấp vượt giới hạn, đồng thời, kiếm linh của thuần quân kiếm cũng theo đó hưởng lợi vượt bậc. Kiếm linh càng linh động, kiếm khí thôi thúc phát ra cũng càng ngày càng cuồng bạo. Bảy đỉnh núi của Mao Giang cổ địa là được sắp xếp theo vị trí của Bắc Đầu Thất Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh có hình dạng giống như một chiếc thìa, tôi đã tiêu diệt bốn đại ma tôn, tương ứng với bốn ngôi sao hợp thành chiếc thìa là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ và Thiên Quyền. Bây giờ, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang là ba ngôi sao tôi muốn diệt đi, Ngọc Hoành tương ứng với phẫn nộ, Khai Dương tương ứng với căm hận và ngôi sao cuối cùng là Giao Quang tương ứng với ngạo mạn. Giao Quang trong tử vi đầu số còn được gọi là sao phá quân. Như tôi đã nói qua, trong 7 đại ma tôn thì 6 đại ma tôn phía trước có sức chiến đầu gần như ngang nhau, mỗi cái có ưu điểm riêng, chỉ duy nhất ma tôn thứ 7 là vị mạnh nhất. Sức chiến đấu của ma tôn thứ 7 mạnh gần bằng với đạo tổ mạnh nhất, chỉ là không có uy lực thần niệm của đạo tổ mạnh nhất mà thôi. Nếu không, tôi căn bản không có cơ hội khiêu chiến. Bởi vì tôi còn không có tập hợp nhiều yếu tố tu hành đạo môn vượt bậc, cảnh giới tu vi chỉ vẻn vẹn đạt đỉnh thiên tôn mà thôi. Sức chiến đấu của tôi sau khi thăng cấp, tiêu diệt ma tôn phẫn nộ và ma tôn cam hận không mất quá nhiều thời gian. Giết ma tôn phẫn nộ tôi được tâm chi nguyên lực của sự chuyên tâm. Giết ma tôn căm hận tôi có được tâm chi nguyên lực của sự yêu thương. Chẳng mấy chốc tôi đã trạng thái mạnh nhất dẫm trên đỉnh ngạo mạn. Ngạo mạn là nguyên tội, cũng là tâm tội đứng đầu trong bảy tội. Từ rất xưa tam giới đã bị thiên đạo dẹp yên, thiên đạo chưa bao giờ căm ghét qua ý xấu trong lòng người, ma đạo tổ sư là ngoại lệ. Mà thiên đạo đặt nguyên tội cho ma đạo tổ sư chính là ngạo mạn. Trời đất này do thiên đạo điều khiển, chúng sinh đều chịu sự chi phối bởi quy tắc thiên đạo. Cho nên mới có câu nói thiên đạo không thiên vị ai, vạn vật đều bình đẳng. Ban đầu, chúng sinh bình đẳng trong giáo lý ma đạo dạy đã đứng ở phía đối nghịch với thiên đạo rồi, về sau chúng sinh bình đẳng của Ma đạo tổ sư tiếp tục đem Thiên đạo bao hàm trong đó, càng chọc giận Thiên đạo hơn nữa. Trong mắt Thiên đạo, Ma đạo tổ sư không còn nghi ngờ gì đã phạm phải nguyên tội ngạo mạn. Vì vậy, Ma đạo tổ sư chỉ có thể giải thoát bằng cái chết. Vẫn còn may, ông ấy không phải thật sự chết, trước khi chết còn dùng thuật nhất khí hóa tam thanh, vùi xuống sợi chỉ vận mệnh vào tôi. Sau khi biết còn có một quả Thất Khiếu Lung Linh Tâm đang chờ tôi, chút oán hận cuối cùng của tôi với Ma đạo tổ sư cũng dần tiêu biến. Mỗi khi tôi được thêm một phần của tâm chi nguyên lực, khẳng định bản thân tôi cũng sẽ mạnh lên thêm một phần. Như Mạc Tướng Quân dễ mến từng nói, tôi là tôi, hắn là hắn, chẳng qua chỉ là chúng tôi chọn làm cùng một loại người mà thôi. Ma tôn ngạo mạn rất mạnh, tà ma trên đỉnh ngạo mạn cũng rất mạnh. Mới lên đến lưng chừng núi, tôi đã đối mặt với tà ma ngạo mạn chiến lược thiên tôn. Càng đi lên, thiên tôn càng mạnh, thậm chí tà ma ngạo mạn của đỉnh thiên tôn xuất hiện liên tục chẳng qua bây giờ tôi đã không còn là tôi của lúc mới vừa đến mao giang cổ địa đã lấy được sáu tâm chi nguyên lực khiến tôi khẳng định được sự tồn tại của bản thân cũng khiến tôi tự tin mạnh mẽ hơn trình độ kiếm đạo cũng tăng lên không phải là ít thần kiếm cũng sắp hoàn thiện chỉ còn thiếu một chút tôi cảm thấy lần cuối cùng này chính là nên đặt lên người ma tôn ngạo mạnh miễn là tôi có thể đánh bại hắn tôi liền có thể đạt được tam kiếm hoàn thành hoàn hảo khi đó chiến lực sẽ trực tiếp thăng đến cảnh giới đạo tổ mạnh mẽ cùng sánh ngang hàng với nữ hoa đạo đức thiên tôn đến mức cửu yêu nữ đế, sức chiến đấu của cô ấy đã vượt qua đạo tổ, thâm sâu không lường được, không ngừng đuổi theo ma đạo tổ sư. Giờ tôi đã biết rằng sức chiến đấu của ma đạo tổ sư kỳ thực đã bị che giấu, biểu hiện ra ngoài chưa bằng một phần người bản thân ông ấy. Nếu không, trong đại miếu, ông ấy sẽ không thể vẻn vẹn chỉ một đường thần niệm tương phản lại đã giết dược phân thần của nữ hoa, theo sau là một đường kiếm khí xuyên qua nền điện nữ hoa. Vào thời đại của ông ấy, không nghi ngờ gì ông ấy chính là người cô độc nhất đệ tử ma đạo không theo kịp bước ông ấy mà ông ấy lại bị thiên đạo nhìn chằm chằm đến chết huống hồ ông ấy vẫn là một người vô tâm vô tâm đạo tổ có một không hai tôi dùng tốc độ rất chậm leo lên đỉnh ngạo mạn tôi không coi mình là người có đầu óc lắm tuy nhiên trong suốt quá trình đi lên tôi trước sau luôn lấy thái độ ngạo mạn để đối đãi với mọi đối thủ kiếm không khinh suất mỗi kiếm đều đâm trúng chỗ hiểm Thuần quân kiếm tôn quý vô song và tôi đều bị sức mạnh của tà ma ngạo mạn làm ảnh hưởng, sau khi bị khiêu khích sát khí liền bùng phát, làm kiếm khí của tôi bộc phát mạnh mẽ. Người kiêu ngạo, bản thân rất khinh cuồng, bộc trộp, cáo kình đồng thời cũng dũng cảm quyết tuyệt nhất và hung hiểm nhất. Tôi xuất kiếm không nhiều, nhưng giết tà ma không kém hơn 6 lần trước. Cuối cùng tôi cũng lên tới trên đỉnh, mở ra cánh cửa lớn của ma điện. chương 866, bại giả vô nhan, đẩy cổng lớn ma điện ngạo mạn ra, tôi thấy một người đàn ông mặc áo bảo đen đứng một mình lẻ loi ở giữa đại điện quay lưng về phía tôi. Tôi đã thấy qua bối cảnh này rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến tôi xúc động rơi lệ. Lần này cũng không ngoại lệ, trong quan tài chấn hồn, mà đạo tổ sư một bước vượt qua hư không. Ở tuyết vực bí cảnh, bức họa bằng gia thú của hắn cũng chỉ có bóng lưng. Ma quái kỳ ảo, miếu thần lớn bỏ hoa nguyễn ma huyền huyễn. Giã tiên đại miếu trước đây tôi vẫn nghi hoặc tại sao ma đạo tổ sư lại chỉ có bóng lưng. Về sau tôi đã hiểu, bóng lưng tượng trưng cho sự cô đơn. Đồng thời cũng tượng trưng cho không ai bị kịp, giống như thơ của Trần Tử Ngang, tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Niệm thiên địa chi du du, độc sảng nhiên nhi khấp hạ. Dịch nghĩa phía trước không thấy người xưa, phía sau không thấy người đời tiếp. Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông, một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ. Dịch thơ, theo Hoàng Nguyên Trương dịch trước, không thấy người xưa, sau, không người mới tới. Ngẫm đất trời mênh mông vời vợi, lệ bỗng rơi thương cảm mình ta. Thiên đạo cho rằng ma đạo tổ sư là một người ngạo mạn. Vùng đất Mao Giang của địa chính là hấp thụ sát khí thiên địa mà sinh ra, cho nên ma tôn thứ bảy lộ rõ chính là sự phản chiếu của ma đạo tổ sư. Mặc dù tôi biết rất rõ bóng lưng này không phải ma đạo tổ sư mà chính là ma tôn thứ bảy biến hóa, nhưng vẫn không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lan dài. Đạo tổ, đạo tổ của ma đạo, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt thứ hạng, quỷ thần u tối tự mình lượng sức mình, chúng ta tại sao lại chiến đấu, tôi khóc rồi, lúc này tôi yếu đuối như một đứa trẻ. Sau khi mất đi tim ma, tôi mới hiểu đạo tổ ngày trước phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Sau khi mất đi tim ma, rồi mới hiểu rõ sự vĩ đại của đạo tổ. Từng bước từng bước bút tích phi thường, vì tôi nghịch thiên cải mệnh, chủ tính cơ duyên. Thái cổ phong ma, thái cổ nguyệt ma, huyễn ma kiêm hà, ma tâm, quy khư anh hùng chi kiếm, nguyên phượng tổ sư hy hòa, quy khư bí ẩn, quy khư thanh đế, Thủy kỳ lân yến thác, quỷ kiếm kiếm phổ, quá khứ và hiện tại, mà đạo tổ sư lựa chọn hết thảy, thậm chí ngay cả thái cổ tam kiếm đạo đều có thể nói là cơ duyên hắn để lại cho tôi. Không ít lần, cờ hiệu chiêu hồn huyền quan của tôi cũng là tôi nhận lấy từ tay hắn. Mà bản thân hắn, trong lúc vì hết thảy mà đạo ma hóa, đẩy lui sự đàn áp của thiên đạo, chịu đựng sự cô độc và tịch mịch vô cùng. Không ai hiểu hắn, bởi vì hắn đi rất xa, không ai có tư cách đồng hành cùng hắn. Ngay cả phá quân hộ pháp Thiên Tôn cũng không hiểu được hắn, cửu u nữ đế từ miệng tôi mới biết đạo tổ là người vô tâm. Một bóng lưng làm kinh ngạc đạo môn biết bao nhiêu năm, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm hàn quang tập cửu châu chính tôi, mà đạo tổ sư. Trước mặt hắn, Ngọc Hoàng không có uy nghiêm thiên đế, đạo đức Thiên Tôn không dám giảng kinh thuyết pháp, cửu u nữ đế chỉ có thể nén giận trong ánh mắt. Thánh nhân lưu mờ danh tiếng, đến nỗi trong tam giới không ai dám nhắc đến danh tính ma đạo tổ sư, chỉ có thể xưng là đạo tổ. Trận chiến này đối với tôi mà nói rất khó đánh. Cho dù ma tôn ngạo mạn đối với tôi không có đủ thần niệm áp chế của kẻ trên cơ, nhưng mà hắn có thể biến hóa thành hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư chính điều này làm thần hồn tôi như mất trí, lòng tôi đại loạn và tôi căn bản không tìm thấy cách để khắc phục loại ảnh hưởng tiêu cực này. Ngũ hành thuận ngã nhâm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện mô âm thanh hùng vĩ vang xa, hàm chứa thần lực vô tận nghe ma tôn ngạo mạn biến hóa thành ma đạo tổ sư đọc ra những lời đó sâu thẳm trong linh hồn tôi lập tức sinh ra xúc động muốn quỳ xuống hành lễ tôi muốn quỳ xuống hết thật to ma đạo đệ tử vạn thế thiên hồng may mắn thay cờ chiêu hồn giữa huyền quan đã ngăn lại cảm giác kích động trong tôi cờ chiêu hồn đã thức tỉnh tôi hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng và tôi vừa mới là ma đạo tổ sư hiện tại tuy nhiên cờ chiêu hồn chỉ có thể thức tỉnh tôi là ma đạo tổ sư nhưng lại không thể cho tôi dũng khí đối mặt với ma tôn ngạo mạn chỉ trách bối cảnh làm tôi khắc sâu trong ký ức, hắn in trong thần hồn tôi rồi. Mà Tôn Ngạo Mạn không vội ra tay với tôi, hắn rất hưởng thụ sự khuất phục của tôi. Chính điều này đã làm hắn lộ ra sơ hở, bởi vì Ma đạo tổ sư không cần ai phải phục tùng. Vạn thế thiên hồng của Ma đạo đệ tử, không phải là bị khuất phục bởi sức chiến đấu của ông ấy mà là bởi vì tinh thần truyền pháp lục đạo. Chúng sinh bình đẳng là gì? Đạo tổ và đệ tử đều đối xử bình đẳng, thứ tự tôn ti là giáo lý của tiên đạo. Nghĩ đến đây, tôi thẳng sống lưng mà nói ngươi không phải ông ấy thì sao chúng tôi đều phạm vào nguyên tội ngạo mạn mà tôn ngạo mạn thản nhiên nói ngươi sai rồi mà đạo tổ sư không phải là người ngạo mạn tôi nói ngược lại ông ấy là một người khiêm nhường ông ấy hy vọng lục đạo chúng sinh đều có thể có tôn nghiêm mà sống coi thường uy nghiêm thiên đạo là sự ngạo mạn lớn nhất thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác trong mắt thiên đạo chúng sinh đều không có tôn nghiêm ha ha không có quy luật làm sao chúng sinh mặt đất dung thân, chết tiệt, đáng chết. Không có tôn nghiêm thì chết mẹ cho xong, tôi ưỡn ngực nói, nói hay lắm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong, mà Tôn ngạo mạn xoay người lại, thấy hắn xoay người, tôi vô cùng kích động, tuy biết rõ hắn không phải là ma đạo tổ sư thật, nhưng tôi cũng muốn xem xem hắn đến cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Tôi từng cho rằng, nhìn một chút xem hắn có phải giống như Phật gia nói hay không. Đáng tiếc là mà tôn ngạo mạn xoay người lại chỉ thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ. Có phải làm ngươi thất vọng rồi không? Ma tôn ngạo mạn hỏi. Ừ tôi không phủ nhận. Ma tôn ngạo mạn nhìn chằm chằm tôi, gần từng chữ từng chữ nói, bại giả vô nhan. Bốn chữ này giống như xét đánh ngang tai, khơi dậy lửa giận trong tôi. Ma đạo không thể bị nhọ, đạo tổ cũng không thể bị sỉ nhục như vậy. Không chỉ tôi, mà cờ chiêu hồn trong huyền quan tôi cũng vì bốn chữ này mà chấn động dữ dội. Phù tô chi phong thổi dữ dội, thổi cờ chiêu hồn bay phần phật. Bị ngạn hoa theo gió hóa thành mưa hoa, mỗi cánh hoa đều hàm chứa sự phẫn nộ và sát ý vô cùng. Đây là sự phẫn nộ của hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo của tôi. Mưa hoa đầy trời, tôi nghe thấy trong đó có ngàn vạn âm thanh gieo hò. Hội tụ thành một từ, giết, sát ý, đến từ ý chí linh hồn anh hùng của những đệ tử ma đạo đã tử chiến, cùng đến từ bản thân cờ chiêu hồn. Khi cờ chiêu hồn tỏa ra sát khí, các đệ tử ma đạo của tôi đều có thể cảm nhận được. Đông Hải, Đình Viện Quần Tinh, Khương Tuyết Dương đang cùng các chiến tướng ma đạo hội họp, nghiên cứu chuyện binh phát ở Mao Giang cổ địa. Lúc cờ chiêu hồn tỏa ra sát ý, cô ấy là người đầu tiên thay đổi nét mặt. Xưa nay Tuyết Dương luôn biết kiềm chế, dù thế nào trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra sự tức giận. Tuyết Dương là người thứ nhất bước ra khỏi phòng nghị sự, bay sát mặt biển, chừng mắt nhìn về hướng Tây Nam. Thanh Liên chi thể, nở rộ ra nồng đậm sát khí. Thanh Liên vốn thuần khiết, không bị thất tình lục dục chi phối, nhưng thời khắc này khương tuyết dương lại có dấu hiệu đùng đùng nổi nóng tham lang nham hiểm xảo trá khương tuyết dương hiện tại nổi lên cơn tức giận không tên cả người tỏa ra sát khí cuồng bạo đôi mắt đẹp hiện lên nét kiên nghị chết cũng không lùi bước tuyết dương là người đầu tiên cảm nhận được người thứ hai cảm nhận được cờ chiêu hồn đang cuồng nộ là thùy họa chẳng qua từ đáy lòng nàng không có ký ức thức tỉnh phá quân tướng cho nên trên mặt nàng chỉ hiện lên nét mê mang mờ mịt nàng cau mày cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không biết sự bối rối bản thân mình đến từ đâu nàng cũng không biết vì sao bản thân mình lại có thể nổi nóng như vậy chỉ là nhắm mắt lại kiềm nén cơn giận bộc phát sát khí của cờ chiêu hồn càng lúc càng mạnh mẽ khi tham lang và phá quân cảm nhận được điều đó càng lúc càng có nhiều đệ tử ma đạo đều cảm thấy sự phẫn nộ của cờ chiêu hồn bắc minh tú khó mà che đậy sát ý không lưu tình mà rút ra tử linh kiếm của hắn quỷ kiếm thăm thẳng kiếm khí vô tận ẩn chứa trong thân kiếm sắp bộc phát ra yến thác gầm một tiếng hướng về phía tây nam rồi bay lên biến thành hình dạng kỳ lân thú trên không trung phát ra âm thanh gầm rú nguyên bản của nó dung chuyển bầu trời phong chủ nổi giận gió lớn nổi lên thổi hàng ngàn con sóng trên mặt biển trong mắt a lê nháy mắt hóa thành màu đen kịt một mũi tên bắn về hướng tây nam phát ra quỹ đạo nguyệt thần nước biển tách ra tạo một vực sâu bạch vô nhai toàn thân phát ra làn khói đỏ nước biển nháy mắt cũng nhuộm đỏ lâm thanh thủy trừng mắt như sắp nổ tung đầu tóc dựng đứng sát ý khiến người ta sợ hãi dùng mình lưu phong sương rút ra loan đao đao muốn bùng phát liễu chi nhung hóa thành tuyệt đại yêu long yêu long một thân oai hùng lớn ngàn trượng cùng tùy kỳ lân gần như ngang nhau đây chỉ là tại đình viện quần tinh mà đạo chiến tướng quy khư cũng cảm thấy sự phẫn nộ của cờ chiêu hồn quy khư giới môn thân nguyên phụng lão tổ hi hòa cũng hóa thành phượng hoàng lửa bay lên khỏi giới môn phượng hoàng lửa vươn đôi cánh phát ra âm thanh phượng hoàng mút trời bầu trời giáng xuống biển lửa vô tận. Tổ Long ngạo phong cũng theo giới môn mà hiện thân, hóa thành thân Tổ Long, âm thanh rồng ngân lên dung chuyển đất trời. Không chỉ ma đạo chiến tướng của tôi, tất cả các đệ tử ma đạo đều cảm thấy sự phẫn nộ và sát ý của cờ chiêu hồn. Ma đạo đệ tử không đợi quân lệnh, đã tự động xếp thành chiến trận. Ý chí chiến đấu ngút trời, dâng lên chín tầng mây. Hàng trăm vạn đệ tử ma đạo, bất luận là quy khư hay trên Đông Hải. Lúc này đều theo âm thanh phẫn nộ cũng khương tuyết dương, đồng thanh hô lên một từ, giết. chương 867, kiếm thai cùng khởi động một. Thiên đình, nam thiên môn, tử vi đại đế và mộ dung nguyên duệ đứng cạnh nhau trên cụm mây, nhìn xuống nhân gian. Những động tính là của cổ địa miêu cương do bị sương mù hư không bao phủ nên họ không thể nhìn thấy được, nhưng sát khí của ma đạo bật lên ở Đông Hải thì họ có thể cảm nhận được. Sau sự loạn ở thiên đình, địa vị của mộ dung nguyên duệ trong số các đệ tử của tiên đạo đã lên đến đỉnh cao. Không chỉ vượt qua cửu thiên huyền nữ năm đó, mà còn giành được sự tôn kính của chúng thần nhờ bộ chiến khải tử kim của chiến thần Thái Cổ. Trong đạo môn, lấy thực lực làm trọng, mặc dù thực lực của Mộ Dung Nguyên Duệ còn chưa đạt đến cấp bậc của đạo tổ, nhưng đạo chiến thần của chiến thần Thái Cổ Tử Kim đã có được thực lực của đạo tổ mạnh nhất. Đây là điều đáng sợ nhất ở Mộ Dung Nguyên Duệ, so với một Mộ Dung Nguyên Duệ đang cao hứng, dung nhan không đổi của Tử Vi Đại Đế có vẻ già đi rất nhiều. Trong loạn cục ở Thiên Đình, tử vi đại đế đã sử dụng quá nhiều nguyên lực tinh thần mà thọ nguyên ông ta vốn đã không nhiều. Ngay từ khi Ngọc Hoàng đại đế thân hóa hy di trở về với đất trời, tử vi đại đế đã biết rằng cỗ chiến xa mà tiên đạo cần đã cố kỹ và cần được bơm vào dòng máu tươi trẻ. Tử vi đại đế đã suy yếu, cùng chung tình trạng suy yếu còn có cửu thiên đáng ma tổ sư. Giờ đây, tất cả cờ chiêu hồn của tiên đạo đều do một mình chiến thần trẻ tuổi mộ dung nguyên duệ gánh vác nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của mộ dung nguyên duệ và cả ánh mắt sáng người tự tin tử vi đại đế tận đáy lòng cảm thấy ngưỡng mộ xưa kia ông nào không phong thái dạng người như thế cậu bé năm xưa mải mê đuổi theo các vì sao giờ đây đã là chủ của chúng rồi đáng tiếc năm tháng không còn sao trời rồi cũng mất trở thành những ánh sao mờ căm và lạnh lẽo ma đạo lần này sát ý mạnh như vậy hiển nhiên là vô cùng tức giận loại chuyện này trong lịch sử ma đạo từng xảy ra một lần nhưng cũng mạnh mẽ như hôm nay tử vi đại đế suy nghĩ một chút rồi nói chuyện lúc nào năm đó tại vực anh liệt nam hải hai vạn đệ tử ma đạo tập thể chết đi vì phá quân của ma đạo lý do là vì vị thái tử nào đó của nam hải long tộc đã nhìn chúng phá quân thực lực còn chưa đủ mạnh cố gắng bức ép cô kết hôn với hắn hai vạn đệ tử ma đạo không thể nhìn phá quân chịu nhục nên tập thể đã tự sát máu tươi nhuộm đỏ cả vực anh liệt để lại truyền thuyết lưu truyền muôn đời về đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng Bệ hạ, ý của ngài là, lửa giận của ma đạo lần này so với khi đó phá quân bị sỉ nhục còn mạnh hơn. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, không sai, ma đạo sát khí sông thiên, vì đâu mà tức. Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, nhân đạo không động, âm ty cũng không xuất hiện, ma đạo lại không chiến sự, quả nhân cũng không đoán được vì sao ma đạo lại tức giận. Mộ Dung Nguyên Duệ im lặng, ngay cả tử vi đại đế cũng không thể suy đoán được, vậy thì cô ấy đương nhiên càng không thể đoán ra kết quả. Hàm cốc quan, đạo đức thiên tôn cưỡi một con bò xanh, bay lên nơi cao nhất trên trời để nhìn về Đông Hải. Trên vách đá bên dưới, Tạ Lưu Vân đang dùng hết sức thi triển kiếm lục nhậm âm dương. Trương Đạo Lăng và Lữ Thuần Dương đều ở cạnh ông ta để tính kết quả. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn một hồi, rồi thở dài bay từ trên trời xuống. Đạo Tổ, mà Đạo vì cái gì mà tức giận? Thiên Sư Trương Đạo Lăng hỏi. Không thể biết, Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ nhàng nói ra ba từ. Nói xong, đột nhiên cảm nhận được một đạo thần niệm to lớn từ trời Tây truyền đến. Người đến là đổ mẫu nguyên quân, bà ta cũng cảm nhận được sát khí do các đệ tử ma đạo phóng thích ra. Thế lực tam giới, ma đạo đứng chót, tuy nhiên, ngay cả là âm ti mạnh nhất cũng không dám đánh giá thấp sự tồn tại của ma đạo. Bởi vì người của ma đạo đều là kẻ điên, khi đó, phá quân hộ pháp thiên tôn dám một mình sách đao xuống âm ti, một đao quy nguyên tịch tà đã chém đôi sông vong xuyên, để lại cho âm ti nỗi đau 500 năm. Mặc dù âm ti không còn như trước, nhưng ma đạo cũng không còn là ma đạo ngày xưa nữa. "Đạo tổ, ma đạo vì sao tức giận?" Đầu mẫu Nguyên Quân cũng hỏi câu giống với Trương Đạo Lăng. "Đợi Lưu Vân ra kết quả vậy." Đạo Đức Thiên Tôn nói, một lần chờ đợi này thực sự rất lâu, bởi vì thanh kiếm của Tạ Lưu Vân ngày càng chậm đi và nặng nề hơn. Nặng đến nỗi ông ta không thể chịu được, trong những chiêu kiếm cuối, dường như Tạ Lưu Vân dùng cả sinh mệnh để thi triển. Thất khiếu chảy máu, thần hồn bị đốt cháy. Sư huynh Trương Chí Nguyên của ông ta cũng ở trên vách đá, nhìn thấy Tạ Lưu Vân như vậy, ông không đành lòng, nhưng một khi kiếm lục nhậm âm dương thi triển thì không thể ngăn cản. Cuối cùng, Tạ Lưu Vân dựa vào ý chí mạnh mẽ cùng một tính, kiên trì thi triển chiêu cuối cùng, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, nửa quỳ trên mặt đất, lấy kiếm chống xuống đất. Trương Đạo Lăng giơ tay và truyền một luồng sinh cơ vào cơ thể của Tạ Lưu Vân, trong khi đó thì Đạo Đức Thiên Tôn lấy ra một viên cửu truyền tử kim dưỡng hồn đan đưa cho ông ra nuốt. Chương 868: Kiếm thai cùng khởi động 2. Sau khi Tạ Lưu Vân điều chỉnh khí thức của mình một lúc, ông ta đã ổn định ngũ quan lục giác của mình. "Lưu Vân, có kết quả gì không?" Đạo Đạo Đức Thiên Tôn hỏi. "Ma đạo không sao, thứ tức giận là cờ chiêu hồn." Tạ Lưu Vân đáp, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Tạ Lưu Vân không phải là người duy nhất biết về cơn thịnh nộ của Ma đạo, Cửu U Nữ Đế của Âm Ti mới là người đầu tiên. Cửu U Nữ Đế đầy giận dữ và sát khí không chút che giấu. Cơn giận của nữ đế, toàn bộ âm ti đều có thể cảm nhận được. Ngay cả những vật hung ngàn năm bị kiềm kẹp ở tầng thứ 18 của địa ngục vào giờ phút này cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Kẻ thua cuộc không có mặt mũi, câu nói này chính là nói ra trước mặt tôi, sỉ nhục ma đạo tổ sư nhưng cũng là sỉ nhục tôi. Bởi vì chúng tôi cùng chung một mệnh, ma đạo tổ sư không thể bị sỉ nhục, tôi vốn còn đang vì ngạo mạn ma tôn huyễn hóa thành hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư mà không thể ngưng tụ chiến ý, từ sau bốn chữ mà ông ta vừa nhả ra kia, tam kiếm thái cổ trong huyền quan tôi lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh. Kiếm thai rung lên và đồng loạt tạo ra tiếng vang, ánh sáng của thanh kiếm thuần quan trong tay tôi bay vút lên, tinh thần chiến đấu bùng phát từ sâu thẳm tâm hồn tôi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lược, giết, trong khi kiếm thuần quân chảm trừ kiếm khí từ ma kiếm, kiếm thai ma kiếm từ trong huyền quan vụt ra tham chiến từ huyệt thần đình. Ma kiếm thanh kiếm chính của tôi, bộc phát toàn bộ sức mạnh, chiến lược lập tức lên đến cấp bậc đạo tổ kiếm khí tập trung thành một dòng chảy, quét về phía ngạo mạn ma tôn. Cũng chỉ có thế, ngạo mạn ma tôn giơ kiếm lên, trực tiếp phải đi dòng kiếm khí của tôi sang một bên. Thứ tôi xuất chiêu không chỉ có kiếm khí, cùng lúc đó thì bổn tôn của tôi cũng theo sau, kiếm thuần quân chém về phía ngạo mạn ma tôn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tôi bay lộn ngược lên không chung, rồi phun ra một ngụm máu trong không chung. Tôi quên mất một điều, đại thành viên mãn của ma kiếm của tôi còn có một hiệu quả đẩy lùi nữa mà ma kiếm của ngạo mạn ma tôn cũng có bởi vì thứ hắn hóa thành chính là hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư mà tam kiếm thái cổ của ma đạo tổ sư đều ở trạng thái đại thành viên mãn cả rất hiển nhiên ma kiếm của ngạo mạn ma tôn đã hơn tôi một bậc rồi lần này thất bại tôi thay đổi kiếm ý của mình đổi thành quỷ kiếm đồng thời kiếm thai quỷ kiếm cũng vụt khỏi huyền quan của tôi quỷ kiếm vẫn không phải là đối thủ của ngạo mạn ma tôn lần này tôi bị thương rất nghiêm trọng sau đó tôi tiếp tục chuyển đổi kiếm ý một lần nữa đổi thành thần kiếm vốn không hoàn chỉnh tự tìm đường chết ngạo mạn ma tôn hừ lạnh một tiếng thần kiếm của hắn mạnh hơn của tôi rất nhiều kiếm khí bùng nổ đã phá vỡ đạo thể thiên tôn của tôi tôi nặng nề ngã xuống đất như một cục bùn tôi dùng thanh kiếm nào thì ông ta đổi theo thanh kiếm đó để đáp chiêu như thể đang hạ nhục tôi bây giờ tôi bị ông ta đánh bại như một con chó chết vậy ngạo mạn ma tôn vẫn đứng đó nhìn tôi một cách thờ ơ lòng dũng cảm của ngươi ở trước mặt ta không đáng để nhắc tới. Ngạo mạn ma quân nói, tôi kéo lê phần cơ thể gần như tàn tạ của mình cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội khiến thức thần tôi run rẩy, ngũ cảm lục thức của tôi trở nên mờ mịt đi. Tại thời điểm này, tôi cơ hồ đã không có lực chiến gì nữa. Và lại, nếu không tranh thủ trị liệu thương tích, tôi thậm chí sẽ chết vì cạn kiệt sinh lực. Tuy nhiên, tôi không vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi vẫn còn chiêu cuối cùng. Sau khi ba kiếm thai ra khỏi huyền quan, vốn không tấn công bản thể của ngạo mạn ma tôn mà trực tiếp trở nên vô hình trong khi tôi bất chấp sinh tử tấn công ngạo mạn ma tôn chúng đã âm thầm bố trí ba mảng kiếm hải ba mảng kiếm hải này được hóa thành từ ba kiếm thai là chỗ lực chiến thực hạn của tôi nếu không thể giết được ngạo mạn ma tôn tôi sẽ đồng loạt mất đi chúng như vậy thì từ nay tôi sẽ vô duyên với kiếm đạo nghĩ tới đây tôi liều mạng nghiến chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn không chịu nổi gượng đứng dậy khỏi mặt đất kiếm hải còn đang chờ tôi nếu ngay cả bản lĩnh đứng lên mà tôi cũng không có, căn bản không cách nào sử dụng uy lực của chúng. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào thì cái thân xác tàn tạ này cũng khó có thể trụ vững. Ngạo mạn ma tôn đang ở phía trước lạnh lùng nhìn tôi, nhìn tôi hết lần này đến lần khác ngã trên vũng máu tươi, nhìn sắc mặt tôi ngày một tái nhợt, sinh cơ tiêu hao dần. Sinh cơ còn lại không nhiều, ngay cả huyền quan cũng có dấu hiệu bị phá vỡ. Trước mắt tôi xuất hiện ảo giác, tựa hồ thật sự nhìn thấy ma đạo tổ sư, mà không phải ngạo mạn ma tôn trước mắt ảo giác tôi nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư để lại trong huyền quan lúc đó tôi nhớ rằng ông ấy không hề quay đầu lại nhưng bây giờ tôi thấy ông ấy trong khoảnh khắc khi cuối cùng ông ấy biến mất đã quay đầu nhìn tôi dù vẫn chưa nhìn rõ mặt nhưng tôi đã nghe được những gì ông ấy nói ta đem ma đạo giao lại cho ngươi đấy chỉ một câu nói thức thần đã thiêu đốt nóng ran khoảnh khắc tiếp theo tôi đứng dậy khỏi mặt đất giờ thanh kiếm thuần quân đã bị máu tôi nhuộm đỏ hướng về phía ngạo mạn ma tôn. mươi 869, Thất khiếu linh lung, 1. Tôi đứng dậy được là nhờ dựa vào niềm tin của mình với ma đạo, không phải dựa vào cơ thể tàn tạ này của bản thân. Đứng lên là một thái độ, là một sự kính trọng đối với thanh kiếm. Kiếm, chủ của trăm binh lính. Đối với những kiếm khách tuyệt thế võ lâm, kiếm còn người còn, kiếm mất thì người cũng vong. Chỉ khi tôi đứng lên được, thì tôi mới có thể chỉ huy kiếm hải. Thấy tôi đứng lên trong chật vật, Ngạo Mạn Ma Tôn bật cười khanh khách. "Thật đáng thương làm sao, không thể tưởng được Ma đạo tổ sư hôm nay lại dễ dàng bị thương như vậy." Tôi không đáp lại lời ông ta, chỉ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào. Mặc dù Kiếm Hải đã thành hình, nhưng muốn hạ gục trong một chiêu, tôi vẫn cần một thời cơ hoàn mỹ. Lực chiến của Ngạo Mạn Ma Tôn đã tiệm cận với đạo tổ mạnh nhất, chỉ cần tôi có một chút dự đoán sai lầm, tôi sẽ bị nó giết ngay tức khắc cơ thể tàn tạ này đã không thể chịu đựng thêm tổn thương nào nữa. Giờ khắc này, khoảng cách giữa tôi và ông ta chỉ tầm 10 trượng, chỉ khi khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn còn 5 trượng, tôi mới có thể tuyệt đối nắm chắc việc giết chết ông ta. Do rằng 5 trượng là khu vực cấm kỵ của thần linh, tuyệt không thể trốn thoát. Hiện tại ngạo mạn ma tôn có thể giết chết tôi với bất kỳ luồng kiếm khí nào mà tôi lại muốn ông ấy đích thân tới lấy mạng tôi. Nghĩ đến đây, tôi đã mở huyệt thần đình và tế cờ chiêu hồn ra. Cha, có chút thú vị rồi đó. Ngạo mạn Ma Tôn hai mắt tỏa sáng, cờ chiêu hồn đối với ông ta mà nói là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, thứ mà ông ta huyễn hóa thành bây giờ chính là hình ảnh phản chiếu của Ma đạo tổ sư, chỉ cần lấy được cờ chiêu hồn thì ông ấy sẽ là Ma đạo tổ sư mới của Ma đạo. Với sự kiêu ngạo của chính ông ta, ông ta đương nhiên chẳng chịu chỉ làm một Ma Tôn còn con ở cổ địa Miêu Cương này. Nếu có thể thống lĩnh cả đại quân Ma đạo, ông ta sẽ đủ tư cách để tham gia trận chiến phong thần. Ngươi muốn đưa cờ chiêu hồn cho ta, không sai, mà đạo không thể không có tổ sư được. Thế nhưng, ngươi trước tiên phải đáp ứng ta một điều kiện đã. Tôi nói, điều kiện gì, ta muốn ngươi tự tay chém đứt sinh cơ của ta, để lại thần hồn của ta. Trước kiếm khí của ngạo mạn ma tôn, thần hồn của tôi vô cùng mong manh, cho nên, nếu ông ta đồng ý với điều kiện của tôi, ông ấy chỉ có thể đích thân đến đây, chém đứt sinh cơ của tôi. Nếu ta muốn người thần hồn tiêu tan thì sao? Nếu như vậy thì, người vĩnh viễn cũng không có được cờ chiêu hồn của ma đạo cờ chiêu hồn nối liền với thần hồn tôi chết rồi thì ông ta cũng sẽ không có được cái gì được ta hứa với ngươi sau khi nói xong ngạo mạn ma tôn bước về phía tôi chín trượng tám trượng bảy trượng sáu trượng năm trượng ở phần rìa của khu vực năm trượng ngạo mạn ma tôn đã dừng lại ta biết ngay ngươi nhất định không cam tâm giao ra cờ chiêu hồn nhưng ta mặc kệ đối mặt thực lực tuyệt đối mọi tính toán đều vô ích ngạo mạn ma tôn nói rất hiển nhiên ông ta cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong kiếm hải chỉ là những biểu hiện chiến đấu trước đây của tôi đã khiến dễ dàng ông ta phát giác ra thủ đoạn chiến đấu của tôi nhưng ông ta không để tâm thực lực một khi đã lên đến cảnh giới của ông ta thì bất kỳ ngoại lực nào cũng khó có thể xoay chuyển cục diện trận chiến ngạo mạn ma tôn tuyệt đối có được sự tự tin mãnh liệt nhất lấy được cờ chiêu hồn mọi thứ của ngươi hết thảy đều sẽ là của ta bao gồm cả phá quân cùng tham lang nói xong ngạo mạn ma tôn rốt cuộc cũng bước vào phạm vi năm trường. Ba tầng kiếm hải ẩn mình trong vô định, được huyễn hóa từ bổn tôn hữu hình vô thực của kiếm thai, đại biểu cho kiếm đạo thuần túy nhất của tôi, không cách nào cảm nhận được. Chỉ khi bước sâu vào rồi thì mới có thể phát giác ra được sự tồn tại của kiếm hải. Ngạo mạn ma tôn một bước tiến tới, giống như một hòn đá phá vỡ mặt nước yên tĩnh. Làm dậy lên từng vòng sóng nước, ngạo mạn ma tôn đeo mặt nạ, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta, nhưng cử động của ông ta cho tôi biết rằng ông ta cảm nhận được nguy cơ bốn bề gần như ngay khi chân trước của ông ta vừa chạm đất thân pháp đã lập tức thay đổi nhìn ra được ông ta muốn quay người bay khỏi đây với tốc độ nhanh chóng tuyệt đối nhất bay khỏi phạm vi của kiếm hải tiếc rằng không còn kịp nữa rồi nam trượng là lãnh địa cấm kỵ của thần linh trong phạm vi nam trượng này thần niệm thông đạt không cách nào tránh né có cánh cũng không cách nào chạy trốn ma kiếm kiếm hải di chuyển đầu tiên tạo ra một đại dương bao la Nước biển dâng trào quét qua cơ thể của ngạo mạn ma tôn, những cơn sóng dữ dội ập vào bờ, cuốn theo hàng ngàn con sóng. Thân pháp của ngạo mạn ma tôn bị cản trở, ông ta lập tức vung kiếm chém tới tấp. Đáng tiếc kiếm hải quá lớn, toàn bộ kiếm khí sắc bén của ông ta tung ra đều bị nước biển nuốt chừng. Vung kiếm không những không tiêu diệt được sát khí của kiếm hải mà còn đẩy nhanh cơn cuồng nộ của kiếm hải. Nhưng mà, ngạo mạn ma tôn dù sao cũng là tu vi thông thiên, thành tựu ma kiếm cũng vượt xa tôi, chỉ dựa vào một phiên ma kiếm kiểm hải cũng không có cách nào bẫy được ông ta. Chương 870, thất khiếu linh lung 2. Với tiếng gầm bùng nổ của ông ta, kiếm rơi sâu xuống nước, kiếm hải ma kiếm có nguy cơ sụp đổ ngay tức khắc. Đúng ngay lúc này, kiếm hải thần kiếm từ trên cao ập xuống. Kiếm khí của ngạo mạn ma tôn bị đình trệ, vậy nên ông ta chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục đánh lùi kiếm hải ma kiếm, thay vào đó giơ thanh kiếm của mình lên để chống lại kiếm hải thần kiếm từ trên cao đổ xuống đối mặt với hai kiếm hải to lớn trồng chéo nhau, ngạo mạn ma tôn phải ứng phó với áp lực vô tận từ kiếm khí. Lại là một tiếng giống to, hai kiếm hải lần nữa cuồng loạn cả lên. Lúc này, quỷ kiếm kiếm hải từ trong hư không chen vào dòng chảy hỗn loạn này. Kiếm hải quỷ kiếm không trực tiếp công kích lên người ngạo mạn ma tôn, mà dựa vào lực xung kích lớn mạnh mà khuấy động hai kiếm hải thần kiếm và ma kiếm. Chỉ dựa vào sát ý của kiếm hải, thì không giết được ngạo mạn ma tôn, bởi vì kiếm đạo thái cổ của ông ta quá viên mãn, chỉ cần có đủ thời gian, hoàn toàn có thể triệt để hóa giải từng sát ý của kiếm hải. Vì vậy, tôi không điều khiển kiếm hải quỷ kiếm để tiếp tục giết ông ta, mà đã sử dụng lực tác động của quỷ kiếm kiếm hải để khuấy động thần kiếm cùng ma kiếm, hợp nhất ba loại kiếm hải với nhau rồi xoay chuyển. Lấy ngạo mạn ma tôn làm trung tâm, tạo ra một xoắn ốc hải nhãn. Lúc đầu, ngạo mạn ma tôn còn dùng toàn lực để xuất kiếm, cố gắng xuyên qua kiếm hải và thoát khỏi vây khốn, Thế nhưng, rất nhanh ông ta phát hiện ra kiếm khí mà ông ta tung ra sẽ chỉ khiến xoáy nước quay vòng nhanh hơn mà thôi. Tốc độ quay càng nhanh thì khả năng nuốt chừng của xoáy nước càng mạnh. Ngạo mạn ma tôn đã bước vào một vòng xoáy luẩn quẩn không có lối thoát. Nếu không xuất kiếm thì không thể chặn được sát khí của kiếm hải, còn nếu xuất kiếm thì chắc chắn sẽ bị kiếm hải nuốt chừng. Hơn nữa, cho dù ông ta không xuất kiếm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị kiếm hải nuốt chừng. Cùng với sự trôi đi của thời gian, bóng dáng của ngạo mạn ma tôn từng chút một bị dòng xoáy nuốt chừng. Mắt thấy mình sắp bị chết chìm trong vòng xoáy của kiếm hải, ngạo mạn ma tôn dừng lại mọi động tác, quay đầu nhìn tôi, người vẫn còn kém xa hắn, vì sao? Bởi vì tôi có thứ mà ông ấy không có tôi đáp. Cái gì, kiếm thai, kiếm thai của thái cổ tam kiếm, ma đạo tổ sư ngộ tính rất cao, không cần kiếm thai cũng có thể đem ba kiếm thai thái cổ luyện đến viên mãn, đương nhiên sẽ không luyện kiếm làm gì. Hơn nữa, sự tồn tại của kiếm thai mâu thuẫn với thần thông nhất khí hóa tam thanh của ma đạo tổ sư ông ấy có thể biến một người thành ba người trong trường hợp này kiếm thai là vô dụng tu vi của tôi kém xa ông ấy muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì chỉ có thể luyện theo con đường kiếm thai kiếm thai khó thành công tôi có thể ngưng tụ thành công kiếm thai của thái cổ tam kiếm hoàn toàn là nhờ vào kiếm anh hùng dẫn dắt nếu không có cái này sẽ không bao giờ suôn sẻ như vậy bởi vì kết gia kiếm thai nguy hiểm không kém bao nhiêu so với ngưng tụ nguyên thần ở thời đại mặt pháp một khi có một chút ngoài ý muốn thì cả đời sẽ vô duyên với kiếm đạo vì vậy mặc dù lữ thuần dương đã viên mãn thần kiếm nhưng ông ta cũng không cố gắng ngưng tụ kiếm thai đương nhiên đối với lữ thuần dương mà nói giá trị của kiếm thai cũng không quan trọng đến thế sinh ra đã là một thanh kiếm thì ông ta cũng không cần kiếm thai để chứng minh thực lực sau khi nghe tôi nói ngạo mạn ma tôn không nói lời nào Vô thanh vô tức để mặc vòng xoáy kiếm hải nuốt chừng mình tôi đủ tàn nhẫn, cũng đủ can đảm để đánh cược. Quan trọng nhất là tôi đã thắng cược. Sau cái chết của ngạo mạn ma tôn, tôi có được nguồn nguyên lực cuối cùng của trái tim mình, gọi là tôn nghiêm. Cho đến nay, bảy loại nguyên lực của tim thì tôi cũng đã có đủ. Kiên định, hy vọng, hòa bình, từ bi, tập trung, tình yêu, tôn nghiêm. Tôi vốn đã bị thương nặng và sắp chết, sinh cơ cũng sắp cạn kiệt. Tuy nhiên, với sự thêm vào nguồn nguyên lực cuối cùng từ trái tim tôi, cơ thể tàn tạ, bị thương nặng và sắp chết của tôi, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Thất thải thần quang bao trùm toàn bộ cơ thể tôi, các vết thương, những đoạn xương nứt gấy, kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ nát tươm đều nhanh chóng hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy được. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng nhục thể của tôi không chỉ đang được hồi phục, mà nó tương đương với việc được lần nữa tôi luyện lại lần này không còn là đạo thể thiên tôn, mà là thân thể đạo tổ. Sau khi cơ thể đoà tổ hoàn thiện, thất thải thần quang bắt đầu hội tụ, cuối cùng tập trung thành một vầng hào quang bảy sắc trên ngực trái của tôi. Tôi trở nên phấn khích vì tôi biết rằng, tiếp theo đây, thất sắc thần quang sẽ tạo ra một trái tim độc nhất vô nhị cho tôi, là tim thất khiếu linh lung. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lý do tại sao cuối cùng đạo tổ chọn tự hủy hoại bản thân, trao mọi thứ cho tôi là vì ông ấy biết rằng ông ấy không thể dẫn dắt ma đạo đi đến cùng là vì ông ấy không có tim mà tôi không muốn quay lại đông hải để đối mặt với các đệ tử ma đạo cũng là vì tôi đã mất trái tim không có trái tim thì không có hy vọng sẽ luôn bước đi trong bóng tối làm bạn với sự cô đơn thời gian trôi qua thất thải thần quang bắt đầu dịu đi những tia sáng từng chút một yếu dần cuối cùng tất cả đều bị hút vào một trái tim mạnh mẽ dường như chứa đựng luồng nhiệt huyết vô tận Nghe nhịp tim đập thình thịch, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt đã phai mờ trong ký ức dần sống lại, cảm xúc năm xưa cũng lắp đầy dần. Trái tim con người màu đỏ, trái tim của ma là màu đen, trái tim của quỷ là màu xanh lam và trái tim của thần là màu vàng. Mà trái tim tôi có tận bảy màu. Thất Khiếu Linh Lung, chương 871, đạo tổ mạnh nhất một. Tim Thất Khiếu Linh Lung ban cho tôi sức mạnh trước nay chưa từng có. Không những thế, mà còn làm cho nhận thức của tôi về sinh mệnh trở nên sâu sắc hơn thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu, vậy thì hãy để ma đạo tổ sư tôi đây chiến đầu vì tôn nghiêm chúng sinh vậy. Lần này, tôi thực sự hiểu được sơ tâm của ma đạo tổ sư lúc tạo ra những giáo lý của ma đạo, càng làm cho con đường trong tương lai của tôi rõ ràng và kiên định hơn. Không biết đã qua đi bao lâu, tôi từ từ mở mắt ra. Khi tôi được bao bọc bởi thất thải thần quang, thì thanh kiếm thuần quân đã rời khỏi tầm kiểm soát của tôi từ lúc nào. Vào lúc này đây, kiếm thuần quân đang lơ lửng trước mặt tôi, ba kiếm thai thái cổ đang quanh xung quanh nó. Ma kiếm thao thao, thần kiếm miểu miểu, quỷ kiếm u u. Hoàn chỉnh đều như nhau. Giết chết ngọa mạn ma tôn đã cho tôi cơ hội để viên mãn thần kiếm, kiếm thai thần kiếm giờ đây đã được phục hồi như ban đầu. Khi trước, lúc tôi thu phục kiếm thuần quân ở núi Xích Cận, tôi đã từng nói rằng, ngày mà tam kiếm thái cổ viên mãn là thời điểm nó sẽ được hóa hình. Bây giờ, tam kiếm thái cổ của tôi cũng đã viên mãn đại thành, Kiếm thuần quân đang ra sức hấp thụ toàn bộ linh vận kiếm đạo của chúng. Thế nào là kiếm vận? Kiếm vận chính là linh tính của kiếm. Vạn vật đều có linh hồn, tam kiếm thái cổ cùng đều có kiếm vận độc đáo của riêng mình. Kiếm thuần quân hấp thu kiếm vận, tôi luyện kiếm thể. Kiếm thuần quân vốn là một vật, nhưng dưới sự tôi luyện của kiếm vận, nó dần dần thoát khỏi bản chất hóa thành hư linh. Kết cấu kim loại của thân kiếm biến mất, kiếm thể trở nên kỳ ảo và trong suốt. Cuối cùng là tan biến trong không trung, thuần quân đã hư hóa không thực sự biến mất. Sau một thời gian, thuần quân xuất hiện trở lại, nhưng không còn là kiếm thể nữa, mà trực tiếp hiện ra hình người. Một đứa bé gái tầm 8-9 tuổi, mặc một thân liên y tuyết trắng hóa thành từ kiếm bào, ngũ quan thanh tú, nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị, hai mắt như hồ nước lạnh ngày thu, mang theo cảm giác sát phạt vô tận. Ngươi là thuần quân à? Tôi ngạc nhiên hỏi, ừm, đa tạ đạo tổ cho tôi cơ hội. Mặc dù khuôn mặt của thuần quân còn non nớt, nhưng khẩu khí lại rất nghiêm túc, còn có một chút cao quý và kiêu ngạo vô song. Sau này tôi mới biết rằng cô ấy có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, chỉ vì lần đầu hóa hình thành người nên muốn cảm nhận cảm giác làm người từ khi còn nhỏ. Không cần, là nhân quả mà ta nợ ngươi, giờ đây, nhân quả đã trả xong, ngươi còn nguyện ý theo ta không? Tôi hỏi, tôi đã có linh thức, không cách nào quay về làm binh khí trong tay đạo tổ nữa. Thuần Quân đáp, cũng tốt, tôi gật đầu nói, tuy rằng đã sớm đoán được kết quả là như vậy, nhưng tôi vẫn có chút mất mát, thái cổ tam kiếm của tôi mặc dù hiện giờ đã viên mãn, nhưng vẫn chưa dung hợp thành một. Phải đợi sau khi chúng hợp nhất thành một, khi ấy kiếm đạo của tôi với bước vào giai đoạn hóa cảnh, lúc đó, tuy không kiếm trong tay nhưng có kiếm trong tim, thì cũng có thể điều khiển mọi thứ như kiếm. Bản thân kiếm thuần quân có kiếm khí riêng, lực chiến của nó có thể sánh ngang thiên tôn, lần này sau khi hấp thụ kiếm vận của ba kiếm thái cổ, lực chiến đã trực tiếp tăng lên đến đỉnh cao thiên tôn. Quan trọng nhất, của ấy chính là kiếm thể chân chính vạn pháp cũng khó làm bị thương lực phòng ngự so với thân thể đạo tổ tôi đây còn mạnh hơn nhiều thuần quân nguyện ý làm đệ tử ma đạo thuần quân nói kiếm linh không nằm trong lục giới cho dù thiên đạo hủy diệt thiên hạ thì ngươi cũng có thể trốn thoát nếu trở thành đệ tử ma đạo thì trong tương lai ngươi cũng sẽ không thoát khỏi trách cứ của thiên đạo ngươi đã nghĩ kỹ chưa tôi hỏi tôi đã nghĩ kỹ rồi thuần quân thể sống chết với ma đạo tại sao làm một thanh kiếm mà không có tín ngưỡng thì chẳng là thá gì thuần quân sẵn sàng chiến đấu vì tôn nghiêm của tất cả chúng sinh tốt nhận thuần quân trở thành đệ tử của ma đạo điều này khiến tôi rất vui cái gọi là có được thì phải có mất so với một thần binh tiện dụng tôi đương nhiên sẵn lòng nhận một thuần quân làm chiến tướng với sức chiến đấu đỉnh cao thiên tôn nếu coi thân thể tử thần của thùy họa là lá chắn không thể phá hủy của ma đạo vậy thì kiếm thể của thuần quân tương đương với một thanh kiếm bất khả chiến bại một thuần quân trông giống như đứa bé này lại có lợi thế không thể phá hủy nhất. Mắt thấy tôi sắp sửa thu lại thái cổ tam kiếm vào huyền quan, thuần quân nói, đạo tổ, khí canh kim của thuần quân vẫn ở trong lòng tôi, tôi có thể đem ba kiếm thai đều biến thành thực, vậy thì đạo tổ không phải lo lắng về việc không có kiếm để dùng nữa. Nói xong, thuần quân hướng về phía ba kiếm thai truyền vào dòng khí canh kim. Tam kiếm thai thái cổ lập tức phát sáng rực rỡ, biến thành ba lưỡi kiếm sắc bén cắm trước thân thể tôi. Tôi rút thanh ma kiếm ra trước, ngay sau đó tôi cảm nhận được huyết mạch sôi sục, thì triển ma kiếm linh hoạt vô đối, kiếm theo tâm ý mà chuyển động. Hai thanh kiếm còn lại cũng linh hoạt như vậy. Chương 872, đạo tổ mạnh nhất 2. Đến lúc này, mỗi thanh kiếm trong số thái cổ tam kiếm của tôi đều có sức mạnh của đạo tổ, trong đó có ma kiếm là chủ kiếm đã được phát huy lên chiến lực của đạo tổ mạnh nhất. Ba tầng kiếm hải có thể chém được đạo tổ mạnh nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là ba thanh kiếm không thể hợp nhất thành một mỗi lần xuất kiếm đều chỉ điều khiển được một thanh điều này không có lợi cho việc chuyển đổi thanh kiếm để thuận tiện cho tôi rút kiếm ra bất cứ lúc nào ba thanh kiếm này không thể cất trong huyền quan nữa mà chỉ có thể cõng trên lưng bởi vì trong trận chiến sẽ không ai cho tôi cơ hội mở và đóng lại huyệt thần đình vào lúc đó tôi dùng chân khí của mình hóa thành bao kiếm và đeo trên lưng rồi lại đem thái cổ tam kiếm cất vào trong bao ba kiếm viên mãn địa thành mới chỉ là bắt đầu muốn ba kiếm hợp nhất thành một khối tôi còn có một chặng đường dài phía trước thực ra thì hợp nhất tam kiếm không phải là vấn đề cấp bách nếu không dung hợp thì tôi vẫn ở trong hệ thống tu hành của đạo môn và bị pháp tắc thiên đạo hạn chế mà một khi dung hợp làm một thì giống như nhất khí hóa tam thanh của ma đạo tổ sư vậy trực tiếp chạm đến giới hạn của thiên đạo lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội tham gia cuộc chiến phong thần cũng không có thì đã bị thiên đạo truy sát thất bại của ma đạo tổ sư chính là một mình ông ấy đi quá xa còn tôi muốn dẫn dắt đệ tử ma đạo kề vai sát cánh tiến về phía trước. Sức mạnh của một cá nhân luôn có giới hạn, chỉ khi tập hợp sức mạnh của tất cả chúng sinh mới có cơ hội đánh bại thiên đạo. Nếu không, côn đã không phải mãi im lặng ở biển Bắc Minh. Tôi của bây giờ, thần niệm cùng thân thể cũng đã nằm trong cảnh giới đạo tổ, chỉ còn thiếu hóa thân thành đạo đến hư không vũ trụ tìm kiếm độn khứ đích nhất là đã có thể ngồi vững danh phận đạo tổ rồi. Nhưng tôi không định đi, thái cổ tam kiếm dù sao cũng hơn bất kỳ đại đạo nào. Về phần danh hiệu đạo tổ, đối với tôi lại là thứ có thể có cũng có thể không, cái tôi muốn chính là sức chiến đấu bản thân. Những thứ nên cho, mà đạo tổ sư cũng đã cho tôi tất cả, những thứ còn lại đều phải xem tôi dẫn dắt ma đạo từng bước một như thế nào rồi. Cho đến nay, chuyến đi cá nhân của tôi đến vùng cổ địa Miêu Cương đã đi đến một kết thúc thành công. Tim thất khiếu linh lung, lực chiến đạo tổ mạnh nhất, ba thanh kiếm thái cổ, thuần quân hóa hình thành người, tam kiếm đạo đã viên mãn đại thành. Đây đều là thu hoạch của tôi ở cổ địa Miêu Cương. Không chỉ vậy, trong trận chiến với tà ma sát khí, cũng đã có được vô số cơ duyên tu hành khác. Đi nào, chúng ta nên ra ngoài rồi. Tôi nói, được thuần quân quen với việc đi trước mặt tôi, đây là sự tự nhận thức của kiếm. Tôi nhìn cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu và chắp tay sau lưng bước đi, trong lòng không hiểu sao cảm động, nảy sinh một cảm giác thương yêu. Nhịn không được mà nghĩ đến cảnh tượng hoang đường cùng mộ dung nguyên duệ trên đá tam sinh. Nếu tôi có con gái, Liệu nó có kiêu sa và đáng mến như thuần quân không? Nghĩ đến mộ dung nguyên duệ, tôi rất mong được gặp lại cô ấy. Cổ địa Miêu Cương là trải nghiệm cuối cùng của đạo môn, sau đó thì trận phong thần sẽ chính thức diễn ra. Lối ra của cổ địa Miêu Cương ở bảy ngọn núi đối diện ngôi sao Tử Vi, ở đây còn có một cánh cổng dịch chuyển vòng xoáy hư không khổng lồ, có thể trực tiếp đưa chúng tôi đến cửa vào của cổ địa. Đứng trước cổng dịch chuyển vòng xoáy hư không ở lối ra, tôi nhìn lại toàn bộ cổ địa Miêu Cương. Sức mạnh của bảy ta ma không vì sự sụp đổ của ma tôn mà bị suy yếu đi chút nào, ngược lại còn tăng cường thêm lực chiến cho các tà ma cấp thấp. Nguyên nhân là do khi tôi vào đây là người không tim, không thể giải quyết tà khí ở đây. Chỉ khi nào đại quân đạo môn tiến vào thí luyện, mới có thể dùng đạo tâm thanh tẩy tà ma, khi đó thì cổ điểm miêu cương mới được xem là thông qua khảo nghiệm của thiên đạo mà giải trừ phong ấn. Khi phong ấn được dỡ bỏ, đó là thời điểm thiên đạo quay trở lại. Nơi sâu của thập vạn đại sơn lối vào của cổ địa miêu cương. Sau khi tôi và thuần quân hiện thân, đại quân đạo môn vẫn chưa xuất hiện. Cổ địa miêu cương ngưng tụ sát khí của thiên địa, đây là một thách thức to lớn đối với cả tam đạo. Hơn nữa, vì trận phong thần sẽ được tổ chức sau khi kết thúc cổ địa miêu cương, nên tam đạo đều cần phải chuẩn bị bố cục trước khi trận chiến diễn ra. Ma đạo chịu áp lực lớn nhất, không chỉ đối phó với nhân, tiên hai đạo, mà còn phải đề phòng âm ti cùng cung nữ oa. Cơn thịnh nộ vô cớ của cờ chiêu hồn trước đó càng khiến ma đạo vô cùng cảnh giác, thêm việc tôi mãi không chịu trở về, khiến Khương Tuyết Dương khó đưa ra quyết sách. Thậm chí, Khương Tuyết Dương còn có kế hoạch từ bỏ cổ điểm miêu cương. Thuần quân, người về Đông Hải trước đi. Đạo tổ, người không cùng trở về sao? Thuần quân nâng khuôn mặt to bằng bàn tay lên nghiêm nghị hỏi. Ta phải đi âm ti gặp cửu u nữ đế. Một khi trận phong thần bắt đầu, tôi không chỉ không thể gặp mộ dung nguyên duệ nữa mà cả nữ đế cũng vậy. Tôi có cùng số phận với Ma đạo tổ sư, khoảnh khắc tim thất khiếu linh lung được sinh ra, trong lòng lại xuất hiện bóng hình của Uy Nuy. Hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn cũng là do nữ đế ban tặng, duyên phận giữa tôi và cô ấy quá sâu đậm. Vì vậy, có một số thứ tôi cần phải làm rõ. Tôi cần biết thái độ của nữ đế, bởi vì nếu bà ấy chọn làm kẻ địch của Ma đạo trong trận chiến phong thần, vậy thì Ma đạo nhất định sẽ là người bị loại đầu tiên. Chương 873, yêu người như mộc một. Ra khỏi xương mù hư không. Tôi tạm biệt tiểu thuần quân, nhìn cô ấy bay lên không trung như một thanh kiếm bay xuyên qua bầu trời về phía Đông Hải. Sau đó, tôi ngửa kiếm bay thẳng đến chấn Nam Quan. Trước khi xuống âm ti gặp cửu u nữ đế thì tôi cần đến gặp từ phúc trước. Tôi tránh được lính canh và sự phát hiện điện tử của khoa linh dị, trực tiếp hiện thân trong phòng của từ phúc. Những ngày này, tạo ẩn luôn túc trực bên cạnh ông ta. Nhìn thấy tôi, tạo ẩn rất đối sừng sốt, nhưng từ phúc lại rất bình tĩnh, như thể sớm biết tôi sẽ đến vậy cuối cùng ngươi cũng tới. Từ phúc sốc lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy. Từ phúc đã già hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, thiên nhân ngũ suy đã làm người của ông ta cạn kiệt tinh thần và sức sống. Thần hồn ông ta cũng yếu ớt như ngọn đèn đơn độc trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị dập tắt. Tôi đã thấy trận quyết chiến của ông ta với cổ thần, ngũ lôi toàn phong diệt hồn chảm đã rút hết thọ nguyên của ông ta, dẫn đến việc thiên nhân ngũ suy, nhưng tôi không ngờ mới mấy ngày đã khiến ông ta già nuôi yếu ớt đến thế. Sao ngươi lại có thể yếu đến như vậy?" Tôi hỏi, "Ta đã suy đoán ván cờ." Từ Phúc nói, "Ván cờ vận mệnh của Tam Đạo, ta muốn biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại không trở về Đông Hải?" "Kết quả của việc suy đoán là gì?" Tôi hỏi ngược lại, "Ngươi không nằm trong bàn cờ." Từ Phúc nhìn thẳng vào tôi trả lời, "Đáp án này nằm trong dữ liệu của tôi, tôi đã thức tỉnh vận mệnh của Ma Đạo Tổ Sư, thì đương nhiên sẽ không ở trên ván cờ." "Ngươi đoán không sai, ta quả thực đã thức tỉnh rồi." Tôi đáp, Tuổi thọ của ta đã cạn kiệt vào ba ngày trước, sở dĩ không chết là vì muốn hỏi ngươi một câu. Từ phúc nói, ngươi hỏi đi, ngươi là ngươi, hay là ông ấy? Khi hỏi câu này, vẻ mặt của ông ta rõ ràng là rất lo lắng, tạ ẩn cũng đang lo lắng nhìn tôi. Câu chuyện thuộc về ông ấy đã kết thúc, tôi từ đầu đến cuối chỉ có một tên, là tạ lan. Vẻ mặt từ phúc thả lỏng, như chút được gánh nặng ngàn cân. Từ khi biết ngươi đã thức tỉnh vận mệnh, ta chỉ lo lắng một chuyện, ta lo lắng người quay về là ông ấy, Hiện giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp ông ấy, cũng đánh giá thấp ngươi rồi. Thứ từ Phúc lo lắng cũng không phải vô cớ, nếu như người trở về là Ma đạo tổ sư, như vậy sau khi Thiên đạo trở về, nhất định sẽ lại xuống tay với ông ta. Ngươi thật sự đã đánh giá thấp ông ấy, Ma đạo tổ sư nếu đã quyết định rời đi, thì ông ấy sẽ không trở về nữa. Tôi nói, đúng vậy, buông tay cần có dũng khí, sở dĩ trên đời có nhiều đau khổ như vậy, chính là bởi vì không học được phải buông tay. Từ phúc cảm khái nói, ngươi sai rồi, đạo tổ không trở lại không phải bởi vì ông ấy buông tay ma đạo, mà là ông ấy biết ma đạo trong tay ông ấy sẽ không có tương lai, cho nên ông ấy thả rằng thân hóa hy di, đồng quy với đất trời, để tôi viết phần kết cho ma đạo. Từ phúc trầm mặc, hồi lâu mới nói, ông ấy không chọn lầm người. Ừm, um, ông ấy quả thực không chọn lầm người. Nói xong, tôi và từ phúc nhìn nhau cười. Sau khi những lo lắng của từ phúc được giải quyết, Tạo ẩn ngay lập tức sắp xếp người đưa ông ta đến tần hoàng lăng và tuyên bố với bên ngoài rằng đại vua tử phúc đang bế quan. Vị đại vua tuyệt thế vô song đã định đoạt vận mệnh của nhân tộc này. Sau khi chết thậm chí còn không cử hành bất kỳ tang lễ nào, bởi vì ông ta không muốn nhân tộc vì cái chết của ông ta mà mất đi bất kỳ chút tự hào nào của nhân tộc thần phục dưới chân chúng thần. Sau khi rời khỏi trấn nam quan, tôi lập tức bay đến vùng nội địa của nhân tộc. Nơi tôi đi là miếu thành hoàng trong thị trấn hoang vắng. Thành hoàng gia không có ở đó nhưng pháp trận dịch chuyển dẫn đến âm thi vẫn còn đó sau khi đến âm thi tôi đã che đậy khí thức thần niệm của mình né tránh âm binh quỷ tướng đang tuần tra rồi hiện thân bên sông vong xuyên bên bờ sông vong xuyên trước tảng đá tam sinh cửu u nữ đế đang đợi tôi ở đây tạ lan người còn nhanh hơn cô nghĩ nữ đến nói phúc sinh vô lương thiên tôn tạ lan tham kiến cửu u bệ hạ tôi không người nói từ khi cảm nhận được sự tồn tại của uy nhụy thì cô đã tới đây chờ ngươi tạ lan ngươi không khiến cô thất vọng nhiều năm trôi qua như vậy trong lòng ngươi vẫn có nàng tạ lan không phải người vô tình tôi đáp ông ấy không phải là một người vô tình nhưng đáng tiếc ông ấy lại làm ra một việc vô tình nhất trong thiên hạ cảm tạ nữ đế bệ hạ đã giúp ta đạt được trái tim thất kiều linh lung tôi lần nữa hành lễ nói trận chiến phong thần sắp xảy ra lai lịch của ngươi thì cô cũng đã biết được vậy ý của nữ đế là tôi hỏi Tôi đến đây ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn của tôi với nữ đế gia, chủ yếu là muốn xác định thái độ của bà ấy đối với trận phong thần. Tam giới năm đó, mà đạo tổ sư nhất kỵ tuyệt trần, cô đơn nơi đỉnh cao. Tam giới ngày nay, nữ đế mới là người đứng ở trên cao, nữ oa cũng không phải là đối thủ của bà ấy. Quỷ kiếm của bà ấy đã đạt đến cảnh giới tịnh hóa, phối hợp với sức mạnh lục đạo luân hồi thì cả tam giới không ai bị kịp. Hãy theo cô về thần điện U Minh trước đã, ý của cô tự khắc có người truyền đạt. Sau khi nói xong, nữ đế phẩy tay mở một cánh cổng giới hư không, tôi cùng bà ấy bước vào, một khắc tiếp theo, người tôi đã xuất hiện bên trong thần điện U Minh. Thần điện U Minh là nơi bí mật nhất của âm ti cửu U, quy mô to lớn, quỷ khí dày đặc, đồng thời cũng mang một bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng, khiến người khác phải kính sợ. chương 874, yêu người như mộc hai. Theo truyền thuyết, trong địa cung của thần điện U Minh có một pháp trận lục đạo luân hồi rất lớn, có thể suy ra nhân quả của lục đạo luân hồi. Tuy nhiên, nữ đế không có ý định đưa tôi đi tham quan trận pháp lục đạo luân hồi, mà dẫn tôi đến một trong những cung điện không tên. Vào đi, bên trong có người đang chờ ngươi. Nữ đế nói, tôi mang theo một bụng nghi hoặc đẩy cánh cửa ra, bước vào. Cả cung điện trống không, chỉ có một cửa phụ ở cuối đường dẫn ra hậu viện. Hậu viện là một cảnh vật hoàn toàn khác, cỏ cây um tùm. Tường đỏ ngói xanh phủ đầy hoa hồng, lá chuối xanh um, rừng trúc thẳng tắp, thật không ngờ một cửu u nữ đế cũng tự tạo một thế giới nhỏ cho riêng mình tôi càng nhìn càng thấy quen thuộc hình như mình đã từng đến đây rồi trong đình viện có một căn nhà cổ kính càng thêm gợi lại những kỷ niệm của tôi hơn ngay khi tôi đang đứng ở cửa trầm tư một người nào đó bên trong gọi tôi sư huynh là anh sao giọng nói này giống như một tia sét giữa trời xanh ngay lập tức thắp sáng biển ý thức của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một người gọi tôi là sư huynh phật gia nhà họ vương đã nhiều năm trôi qua như vậy tuy có lúc nhớ đến uy nhuy nhưng không ngờ sẽ có ngày gặp lại cô. Cô và cửu u nữ đế vốn là cùng một người, giờ đây nữ đế đã quay về, vậy thì uy nhi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, giống như tôi vĩnh viễn cũng không gặp được ma đạo tổ sư chân chính vậy. Tôi đẩy cửa vào, thấy một người nữ tử gầy gò mặc đồ trắng, đứng trước bàn làm việc, quay lưng về phía tôi. Uy nhi, tôi khẽ gọi tên cô ấy, trước khi cô ấy quay lại, khóe mắt tôi đã ướt át. Khi đó, nếu không phải tôi có hôn ước với Thủy Họa, thì trung tinh với cô ấy mới là lẽ đương nhiên. Uy Nhi quay người lại, đôi mắt đen như mực, là đôi mắt u minh. Điều tôi không thể quên nhất chính là đôi mắt như thủy tinh vỡ của Uy Nhi, chỉ có cô ấy của lúc đó mới thật sự là cô ấy. Cô là nữ đế hay là Phật gia? Tôi hỏi nếu tôi là nữ đế thì sao lại gọi anh là sư huynh chứ? Nhưng cô không phải là chuyển thế của nữ đế sao? Làm sao có thể đồng thời tồn tại được? Sư huynh có biết hoa bỉ ngạn không? Uy Nhi cười hỏi, biết, hoa nở không thấy lá, có lá thì không có hoa, hoa và lá không gặp nhau. thật ra tôi và nữ đế cũng giống như hoa và lá vậy. uy nhu nói sau cái chết của ma đạo tổ sư, nữ đế rơi vào tuyệt vọng. nỗi nhớ nhung tuyệt vọng và tình yêu không nói nên lời đã dày vào trái tim bà ấy. bà ấy là chủ của âm thi, không thể học theo phá quân hộ pháp thiên tôn, xả thân đi theo ma đạo tổ sư, lang thang bên bờ sông vong xuyên, nhận được cảm hứng từ những bông hoa bỉ ngạn ở bờ bên kia, nữ đế đã nghĩ ra một cách. Bà chia trái tim mình thành hai nửa, một nửa mang theo nỗi nhớ nhung cùng đau khổ nhảy xuống sông vong xuyên nhập Trần Thế Luân hồi, nửa còn lại ở lại thần điện U Minh để tiếp tục làm cửu u nữ đế của bà. Chỉ khi Uy Nhi được giải thoát khỏi nỗi đau và quay trở về âm ti, dung hòa với hai nửa tim của nữ đế, nữ đế mới khôi phục lại thần thông. Nếu nữ đế đã khôi phục lại thần thông, điều này nói lên hai nửa tim đã dung hợp với nhau, vậy sao nơi này lại có cô? Tôi hỏi, vốn dĩ, sau khi nữ đế đã hợp tim lại với nhau, tôi sẽ biến mất, bởi vì tôi và bà ấy không thể tồn tại cùng nhau. Hiện tại, sự tồn tại của tôi, hoàn toàn là vì anh. Bởi vì tôi, bởi vì anh một mực nghĩ đến tôi, nên cửu u nữ đế mới buộc phải dùng lực lục đạo luân hồi giữ lại tôi. Bây giờ tôi chỉ tồn tại là vì anh, đã nhiều năm như vậy, rất may mắn khi trong lòng anh luôn có tôi. Uy Nhuy nói, tôi nghe đến xúc động không thôi, bước tới và ôm cô ấy vào lòng. chương 875, Ma Đạo Xuất Quân 1 cơ thể của uy nhuy rất nhẹ nhàng chạm vào có một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có trước kia khi tôi thành thân với thủy họa cô ấy vừa mới hình thành âm thân nên cơ thể rất lạnh lẽo sau đó nữa thì cô ấy dùng tiên thiên canh kim hóa thành thân thể nên thân thể vẫn vô cùng lạnh tiếp sau đó nữa là thân thể của tử thần lại càng lạnh lẽo thấu xương hơn kiêm hà là huyễn ma nhiệt độ cơ thể tuy rằng không lạnh lẽo giống như thủy họa nhưng thực chất cũng chẳng ấm áp bao nhiêu bất quá mỗi khi kiêm hà động tình thì thân thể của ấy sẽ nóng bỏng giống như lửa cháy vậy Tôi cũng từng ôm mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy thật sự có được nhiệt độ cơ thể giống như nhân loại. Sở dĩ tôi vẫn luôn nhớ thương không quên cô ấy, một mặt là bởi vì sự trung tình của cô ấy, còn có một nguyên nhân khác nữa là chỉ ở trên người mộ Dung Nguyên Duệ tôi mới có thể cảm nhận được nhiệt độ đến từ đồng loại. Cho dù hiện tại cô ấy đã thức tỉnh số mệnh của Chiến Thần Thái Cổ, mang chiến giáp chiến thần tử kim lên người, nhưng vẫn không mất đi nhiệt độ của nhân loại. Chỉ là thân thể xác thịt của cô ấy sẽ tràn đầy sinh cơ hơn, cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn mà thôi nhưng mà uy nhuy không giống vậy hiện tại cô ấy giống như không hề thật sự tồn tại tôi nhớ rõ trước kia cô ấy không phải bộ dạng này khi đó vương ra chịu nhục trương phàm còn muốn ép buộc cô ấy làm thiếp làm nô khi tôi ôm cô ấy lên từ tê hà thì nhiệt độ của cô ấy vẫn có máu có thịt rất bình thường còn uy nhuy của hiện tại nhẹ đến mức cứ như là một cơn mơ làm tôi không khỏi nhớ đến một câu thơ của tần quan tự tại phi hoa khinh tự mộng vô biên ti vô tế như sầu Tức là hoa bay tự do tựa như mơ, mưa rơi từng giọt ngỡ như sầu. Một uy nhụy vừa nhẹ vừa mềm dịu, khiến tôi đến cả lúc ôm cũng không dám dùng lực. Cứ như chỉ cần dùng lực mạnh một chút liền có thể bóp nát cô ấy vậy. Uy nhụy khép mắt lại, hàng mi dài dài trong vô cùng điềm đạm đáng yêu. Cô ấy đã ngồi trong đình viện tịch mịch này quá lâu, trong bức vẽ cuộn tròn đó chính là hình ảnh của tôi, chữ được ghi nhiều nhất trên giấy cũng là tên của tôi. Hiện tại khi ở trong lòng của tôi, tình ý của cô ấy đã không thể dừng lại được nữa. Nhón chân lên chủ động hôn tôi, cơ thể cô ấy nhẹ nhàng, nụ hôn cũng rất nhẹ. Chỉ giống như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua nhành hoa, hôn đến mê mẩn đầu óc, tôi ôm cô ấy tiến vào phòng ngủ. Theo từng cơn gió nhẹ nhàng, âm thầm mời gọi, cùng uy nhuy quấn quyết mây mưa, tưởng chừng như đang nằm mơ, đắm mình trong đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng. Trái tim và cơ thể đã nở rộ, hoàn toàn chìm sâu trong tình ý giạt rào tôi đã quên mất thời gian, cũng quên đi bản thân đang ở nơi nào. Chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng thỏ thẻ tên của tôi, nhỏ nhẹ như tiếng muối kêu. Về tình cảm mặn nồng của Uy Nguy, không biết bắt đầu từ khi nào càng không biết nên kết thúc ở đâu, hôm nay cuối cùng đã tu thành chín quả thỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng, khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, lại phát hiện cô ấy đã biến mất. Tôi gọi cô ấy cũng không thấy trả lời, trong đình viện cũng không thấy, trong cung điện cũng không thấy bóng dáng yêu kiểu ấy ở đâu tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy cuối cùng tôi đến điện u minh thần điện tìm cửu u nữ đế lúc tôi nhìn thấy cửu u nữ đế cô ấy đang đứng phía trước gương đồng uy nhu đi đâu rồi từ giờ sẽ không có cô ấy trên đời nữa cửu u nữ đế nhàn nhạt, nhạt nói giọng điệu mang vài phần thương xót sao cơ tôi đau lòng tra hỏi cô đã sớm nói với cậu chỉ cần trong lòng cậu còn có cô ấy cô ấy sẽ luôn tồn tại cửu u nữ đế nói vậy vì sao cô ấy lại biến mất chứ bởi vì tâm nguyện của cậu đã đạt được, tâm nguyện đã hoàn thành, tất nhiên sẽ không còn gặp cô ấy nữa. Thần hồn tôi bỗng chốc sướng sở như xét đánh ngang tai, sau đó tôi lập tức hiểu được. Uy Duy là niềm khao khát cầu mà không có được của tôi, hình bóng cô ấy trong tim cũng chính là chấp niệm của tôi. Thật ra từ sau khi cửu U Nữ Đế và cô ấy dung hợp làm một, cô ấy đã sớm biến mất rồi, cô ấy có thể tồn tại được đến tận bây giờ là nhờ vào chấp niệm của tôi, là do nữ đế dùng sức mạnh lục đạo luân hồi mượn chấp niệm của tôi để giữ chân cô ấy. Giống như Uy Nhi từng nói, cô ấy tồn tại đều vì tôi. Nếu như tôi không gặp cô ấy, không cùng cô ấy kết làm vợ chồng một đêm, thì phần chấp niệm này mãi mãi sẽ không bị cắt đứt, Uy Nhi cũng sẽ không tan biến. Tại sao bà lại làm thế? Uy Nhi là nhân quả của tôi, bà có thể giữ cô ấy lại để đối phó tôi mà. Tôi hỏi, nếu như cậu không phải ông ấy, ta hà có gì phải giữ cô ấy lại bên mình? Nữ đế dùng hoa bỉ ngạn tạo ra uy nhuy, kế hoạch vốn rất hoàn hảo, nhưng không ngờ uy nhuy đã động lòng với tôi. Bà ấy dùng sức mạnh lục đạo luân hồi mới miễn cưỡng giữ chân uy nhuy, mới đầu chỉ muốn để lại một phần nhân quả cho tôi. Giống như cá côn chính là nhân quả của thiên đạo, uy nhuy chính là con bài để bà ấy đối phó tôi. Sau đó bà ấy phát hiện ra tôi và ma đạo tổ sư có cùng một sinh mạng, liền bắt đầu hối hận. Bởi vì đoạn nhân quả này đã liên lụy đến bản thân bà ấy.